Ma sambu tha sa. Đức Thế Tôn hiểu A Na Hằng, bởi ngài đã xa lìa các tội lỗi nên tiền kiết tật thân và khẩu của ngài đều được trọn lành. Đức Thế Tôn hiểu Samma Sambuddho, bởi ngài đã thành bậc chánh đẳng chánh giác từ ngài ngộ lấy không thầy chỉ dạy. Đức Thế Tôn hiểu Vichcha Charanasampanno, bởi ngài toàn đắc ba cái giác, tám cái giác và 15 cái hạnh. Đức Thế Tôn hiểu Sugato, bởi ngài đã ngự đến nơi an lạc bất sanh bất diệt đại niết bàn. Đức Thế Tôn hiểu Lokawīdu, bởi ngài đã thông suốt tam giới. Đức Thế Tôn hiểu Anuttaro, bởi ngài có đức hạnh không ai bì. Đức Thế Tôn hiểu Purisadammasarathi, bởi ngài là đấng tế độ cho những người hữu duyên nên tế độ. Đức Thế Tôn hiểu Sattha-de-vamanussa-nan, bởi ngài là thầy cả chư thiên và nhân loại. Đức Thế Tôn hiểu Bút-thô, bởi ngài giác ngộ lý tứ diệu đế và đem ra giáo hóa cho chúng sanh cùng biết với. Svakato-phagavata-thammo, nghĩa là tam tạng pháp bảo của Đức Thế Tôn đã khẩu truyền y theo chánh pháp. Tham mô là pháp thánh có chín hạng, bốn đạo bốn quả và một niết bàn. Sanh đích thí cô là pháp mà chư thánh đã thấy chắc biết chắc bởi nhờ kiến tánh, chẳng phải vì nghe vì tin kẻ nào khác, nghĩa là tự mình thấy rõ chân lý. Akka lý cô là pháp độ cho đắc quả không chờ ngày giờ, là khi nào đắc đạo thì đắc quả không chậm trễ. Ehipassico là pháp của chư thánh đã đắc quả rồi, có thể ứng hóa cho kẻ khác biết được. Upanayiko là pháp của chư thánh đã có trong mình do nhờ phép thiền định. Bachattang Vedi Tappo Vinyu Hi Tiết là pháp mà các hàng trí tuệ, nhất là bậc thượng trí được biết, được thấy từ nơi tâm. Supatipanno Bhagavato Sāvakasaṅgho, tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật, các ngài đã tu hành chín chắn y theo chánh pháp. Ucchupatippanno Bhagavato Sāvakasaṅgho, tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật, các ngài đã tu hành chín chắn y theo chánh pháp. Nhà-giáp-pa-ti-pa-nô-pha-ga-wát-tô-sa-wá-cá-sàng-khô, tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật, các ngài tu hành để giác ngộ niết bàn, là nơi an lạc dứt khỏi các sự tống khổ. Sa-mi-chi-pa-ti-pa-nô-pha-ga-wát-tô-sa-wá-cá-sàng-khô, tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật, các ngài tu hành để giác ngộ niết bàn, nơi an lạc dứt khỏi các sự thống khổ. Sāmi-cippati-panno-phagavato-sāvakassaṅgho, tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật, các ngài đã tu theo phép giới định tuệ. Yadiddhaṃ-cittariparisayuggani, tăng nếu đếm đôi thì có bốn bậc: tăng đã đắc đạo cùng quả Tu Đà Quồng, tăng đã đắc đạo cùng quả Tư Đà Hàm, tăng đã đắc đạo cùng quả A Na Hàm, tăng đã đắc đạo cùng quả A La Hán. Attapurisabbuggala, tăng nếu đếm chiếc thì có tám bậc: tăng đã đắc đạo Tu Đà Quồng, tăng đã đắc quả Tu Đà Quồng, tăng đã đắc đạo Tư Đà Hàm, tăng đã đắc quả Tư Đà Hàm, tăng đã đắc đạo A Na Hàm, tăng đã đắc quả A Na Hàm, tăng đã đắc đạo A La Hán và tăng đã đắc quả A La Hán. Ê-sa-pha-ga-wa-tô-sa-wa-ca-sàng-khô, chư tăng ấy là các bậc thinh văn đệ tử Phật. À-hú-nay-dô, các ngài đáng thọ lãnh bốn món vật dụng của tín thí ở phương xa đem đến dâng cúng cho những người có giới hạnh. Pa-hú-nay-dô, các ngài đáng thọ lãnh của tín thí mà họ dành để cho thân quyến cùng bầu bạn ở các nơi, nhưng họ lại đem đến dâng cúng cho các ngài. Đắc khí này dồ, các ngài đáng thọ lãnh của tín thí tinh lý nhân quả đem đến dâng cúng. Anh Chalikara ni dồ, các ngài đáng cho chúng sanh lễ bái. Anuttarang buồn nhắc khét tăng lô cát sát tí, các ngài là phước điền của chúng sanh không đâu bì kịp. Vành đa mi chê tỳ văn sắp băng sắp bát tha nê và tinh
tăng xa ri ri ca tha tu ma ha bồ thân bồ tha du băng xa ca lăng xa đa quan đa mi chê tỳ giang sập băng sập bát tha nê su ba tích thị tăng xa ri ri ca tha tu ma ha bồ thân bồ tha du băng sa ca lăng sa đa quan đa mi chê tỳ giang sắp băng sắp bát tha nê su ba tính thị tăng sa ri ri ca tha tu ma ha bồ thính bồ tha ru băng sa ca lăng sa đa. Cha ra tham mom hi cha rang anati to ya thi tham mom hi ya thin anati to ma ra na tham mom hi ma ra nang anati to sap be me bi ye hi ma na be na na fa wo wi na fa wo kamma sa kom hi kamma da ya do kamma yoni kamma bandhu kamma pati sarano yang kammang karisami kanyanang wa ba ba kang wa ta sadaya do fa wi sa mi e wang am he hi a phin hằng bát cha quanh khi tâm bằng bu che mi buồn thăng cu su mê na nê na buồn nhê na mê tê na cha hô tu mong khăn bồn phăng mi la gia ti gia tha y đăng mê ca vô ta tha gia ti quy na sa pha quăng bu che mi thăm măng cu su mê na nê na buồn nhê na mê tê na cha hô tu mốc khăn bồn phăng mi la gia ti gia tha y đăng mê ca vô ta tha gia ti quy na sa pha quăng bu che mi sang khăng cu su mê na nê na buồn nhê na mê tê na cha hô tu mong khăng bụng phăng mi la gia ti gia tha y đăng mê ca vô ta tha gia ti quy na sa pha quăng sam bê san ta huệ ra hoan tu sukhita hoan tu nin đúng kha hoan tu âm gia bát cha hoan tu ani ga hoan tu đi kha du ca hoan tu a ro ga hoan tu sam bát ti hi sam mít chan tu sukhi at ta năng ba ri ha răn tu đúng khắp bát ta cha nên đúng kha và giảm bát ta cha niệm phá gia so cầm bát ta cha ni so ca hon tu sam bê bi ba ni no u ca sát má dân phần tê quý sùng rắc khá nách thà giá tí xá rá nề ná xá há bành chá xì là ní già chà mắt bạch quá đại đức chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Đu tí dầm tí má dầm phành tê quý sùng rắc khá nách thà giá tí xá rá nề ná xá há bành chá xì là ní già chà mắt bạch quá đại đức chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Tá tí dầm tí má dầm phành tê quý sùng rắc khá nách thà giá tí xá rá nề ná xá há bành chá xì là ní già chà mát bạch quá đại đức chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mai Giá, Nam mô Sơn Khai Giá. Cho tên kính lễ chư tôn, tên Đức Tăng, trong những nickname mà chúng tôi không được rõ. Chào quý ni sư, quý cô tu nữ. Chào sĩ nguyên như đạo hữu nhìn là thích, đạo hữu ASEAN Đu, đạo hữu lửa hạ, sĩ Nhật Quỳnh, sĩ Khùng Nhật, đạo hữu Thi An Lạc, sĩ Trần Đao, sĩ Niệm Từ, đạo hữu Học Văn Lai, sĩ Meta, đạo hữu Thi Lâm và đạo Nguyên Trần Bảy Bảy. Xin được thay mặt dây tăng truyền tâm quy và ngũ giới đến đạo tràng pháp hội. Bụt Đa Hằng Sa Ra Năng Ga Chi Ha Mi, con đem lòng thành kính xin quy Phật. Đa Hằng Mang Sa Ra Năng Ga Chi Ha Mi, con đem lòng thành kính xin quy Pháp. Sa Năng Sa Ra Năng Ga Chi Ha Mi, con đem lòng thành kính xin quy Tăng. Đô Ti Yam Bi Bụt Đa Hằng Sa Ra Năng Ga Chi Ha Mi, con đem lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Đô Ti Yam Bi Đắc Mân Sa Lợi Năng Ga Chi Ha Mi, con đem lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Đô Ti Yam Bi Sang Khăn Sa Lợi Năng Ga Chi Ha Mi, con đem lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Ta Ti Yam Bi Bụt Đa Hằng Sa Ra Năng Ga Chi Ha Mi, con đem lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Ta Ti Yam Bi Đắc Mân Sa Ra Năng Ga Chi Ha Mi, con đem lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Ta Ti Yam Bi Sang Khăn Sa Ra Năng Ga Chi Ha Mi, con đem lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Bụt Đa Hằng Sa Ra Năng Ga Chi Ha Mi, Tham Mang Sa Ra Năng Ga Chi Ha Mi, Sang Khăn Sa Ra Năng Ga Chi Ha Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Đu Ti Dâm Bụt Đa Hằng Sa Ra Năng Ga Chi Ha Mi, Đu Ti Dâm Pí Tham Mang Sa Ra Năng Ga Chi Ha Mi, Đu Ti Dâm Pí Sang Khăn Sa Ra Năng Ga Chi Ha Mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. Ta Ti Dâm Pí Bụt Đa Hằng Sa Ra Năng Ga Chi Ha Mi, Ta Ti Dâm Pí Tham Mang Sa Ra Năng Ga Chi Ha Mi, Ta Ti Dâm Pí Sang Khăn Sa Ra Năng Ga Chi Ha Mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Tỳ Sa Ra Na Ga Ha Năng Pa Ri Pu Năng, Pháp Vi Tam Bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. A Ma Phan Tê Dạ, chúng con xin vâng. Ba Na Ti Ba Ta Quê Ra Ma Đi Sĩ Khao Bất Năng Sa Ma Đi Gia Mi, con xin vâng giờ điều học là quy tránh xa sự sát sanh. A Đinh Na Đa Na Quê Ra Ma Đi Sĩ Khao Bất Năng Sa Ma Đi Gia Mi, con xin vâng giờ điều học là quy tránh xa sự trộm cắp. Ca mê su mê cha cha ra Quê Ra Ma Đi Sĩ Khao Bất Năng Sa Ma Đi Gia Mi, con xin vâng giờ điều học là quy tránh xa sự tà hành. Mu Sa Wa Đa Quê Ra Ma Đi Sĩ Khao Bất Năng Sa Ma Đi Gia Mi, con xin vâng giờ điều học là quy tránh xa sự nói dối. Sura Me Ra Ya Ma Cha Pa Ma Đa Tha Na Quê Ra Ma Đi Sĩ Khao Bất Năng Sa Ma Đi Gia Mi, con xin vâng giờ điều học là quy tránh xa sự dễ uống rượu và các chất say.
Bà na ti bà ta Quê ra ma ni si kha ba đăng sa ma đi dạ mi. Con xin vân giữ điều học là cố ý tránh xa sự sắc sanh. A định na đa na Quê ra ma ni si kha ba đăng sa ma đi dạ mi. Con xin vân giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Ca mê su mít cha cha ra Quê ra ma ni si kha ba đăng sa ma đi dạ mi. Con xin vân giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Mu sa wa đa Quê ra ma ni si kha ba đăng sa ma đi dạ mi. Con xin vân giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Sura me ra ya mat cha pa ma dat tha na Quê ra ba ni si kha ba đăng sa ma đi dạ mi. Con xin vân giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say. Imani ban cha se ka ba da ni sa tu kang ka tu ang pa ma de na ni cha ka samara kita pang chư Phật tử sau khi tọa trì tam quy và ngũ giới nơi tâm bảo rồi phải không phải giữ hành theo cho được trong sạch đừng có dễ vui. A ma phần tê dạ chúng con xin vâng. Sì lê na su ga tinh yon ti sì lê na phu ca sâm ba đa sì lê na ni phu tinh yon ti ta sì ma sì lăng vi so tha ye. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới được giàu sang đầy đủ tài sản, cũng nhờ giữ giới được giải thoát nhập niết bàn, cũng nhờ giữ giới bởi anh chư Phật tử phải ráng khổ trì giới luật cho được trong sạch đừng để lắm nhớ. Xà thú xà thú xà thú ua ta măng ghê na quan đê hăng Ba đà băng sung qua rua ta măng Bồ thề vô khá lý tô đô sô Bồ thô khá mà tu tăng mà măng Ủa ta măng ghê na quanh đê hăng Thầm măng chả đồ quỳ thắng và răng Thầm mê vô khá lý tô đô sô Thầm mô khá mà tu tăng mà măng Ủa ta măng ghê na quan đê hăng Sang khăn chả đu vi thố ta măng Sang khê vô khá lý tổ đô sô Sang khô khả ma tú tăng mạ măng Dạ con xin kính thỉnh sư trí đức lên chúc phúc cho đạo tràng của chúng con ạ. Vì ru bất khê mê tăng e ra bất thế mê chập dạ bồ tê mê tăng cảnh ha vô tâm ma kê hi chạm bà đắc kê mê tăng đi bà đắc kê mê chật tục bà đê mê tăng bà hộp bà đê mê ma măng A ba đa cô hiếm si ma măng hiếm si đi ba đa cô ma măng cha tục ba đô hiếm si ma măng hiếm si bồ hộp ba đô sầm bề san ta sầm bề ba na sầm bề phu ta cha kê lô wa sầm bề phan tra ni ba san tu ba ba ma gam ma ap ba ma no bu tu hôm Ấm bà mà nô thăm mô, Ấm bà mà nô sang khô, bà mà nô văn ta nà sĩ lĩnh sà bà ni a hi vi chí ca sà tù bà đi u na na phi sà ra bù mù chí ca kà ta mê ra kha kà ta mê bà ghi ta bà tê kà mân tu phu ta ni sô hăng nà mô phá gà vá tô nà mô sà ta năng sà mà Sam bồ tát năng tinh so thân hân thô xuất thị tổ vô ru na hô bồ tát sa sa ne a rô go xuất thị tổ hô i sa ha sam pe hi nha ti phi sa tha la tham xuất thị tổ vô ru na hô bồ tát sa sa ne a rô ga xuất thị tổ hô i sa ha sam pe hi nha ti phi te a tha la tha xuất thị tổ vô ru na hô bồ tát sa sa ne a rô ga xuất thị tổ hô tha sa ha sam pe Khi nhà tị phí cầu xin cho các thiền tín được sự lợi ích đoàn vui được sự tăng hóa trong đường Phật đạo cầu xin cho các thiền tín
khỏi bình hoàng, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Xà thú, xà thú, xà thú. Con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Trí Đức đã truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con ạ. Dặn kinh chỉ cu sa la cấm măng ca anh vi văn ma ma ca ye na wa cha ma na sa ti đa se su ga tăng ca tăng ye san ta san nhi no an thì cha san ta san nhị nô ca tăng puôn nhà pha lăng mê hăng sắp bê pha ghi pha quanh tu tê dê tăng ca tăng su quy đi tăng định năng puôn nhà pha lăng mà dạ dê cha tăng tha na cha nam thì đề qua ganh toa ni quê đà dung sam bê lô cam hi dê san ta chi quan ta ha ra hê tu ca ma nuôn nhang phô cha nắng sam bê la phan tu ma ma chê ta sa ti karani yaman tha ku sa lê na yam tăng san tăng ba đăng a phi sa manh cha sang cô chu cha su hu chu cha su wa chu cha sa mu du anatima ni san tu sa cô cha su pha rô cha âm pa kính chô cha san lau ca vua tì san tình truy vô cha ni pa cô cha âm pa gấp phô cù lê su anu gính thô na cha khu đăng sa ma cha rê kinh chi dê na huynh nhu ba rê u ba wa đê dung su ki nô wa kê mi nô hoán tu sam bê san ta pha quanh tu su ki tạnh ta dê kê chi ba na phu tạnh thi ta sa wa tha wa ra wa na wa se sa di kha wa dê ma hành ta wa man chi ma ra sa ka nu ka thu la định tha wa ye hoàn định tha ye cha đủ rê wa san ti a vi đủ rê phu ta wa sam pha huệ si wa sam bê san ta pha quán tu su khi tận ta na bà rô bà răng ni cúng bề tha na ti mạnh nhề tha cánh tha chỉ năng kinh chỉ gia rô sa na bà ti khả san nha nam nha mạnh nha sa đung khả minh chê gia mạ ta gia tha ni văn búa tăng a ê ca búa ta ma nu răng khê ê quam bi sấm bà phu tê su ma na tam pha quá dê a pa ri ma năng mẹ tân cha sâm bà lô ca minh ma na sang pha quá dê a pa ri ma năng u thăng a thô cha ti ri danh cha sâm ba thăng a huệ răng a sa bát tăng tinh thành cha răng ni sinh nô hoa sa gia nô hoa gia hoa ta sa quy gà ta mít thô ê tăng sa tinh a thinh thầy a brahm a mê tăng quy hạ răng ni tha ma hù đinh thinh cha nô ba gam ma si la hoa đa sa nê na sam pan nô ca mê su quỳ này gia ghê thang nay cha tu gâm pha xê văn bù ná rê tì tì. Dặn đuôn nì minh tăng á hòa măng ga lành cha dô cha ma nà bồ sa cu na sa sánh đô bà băng ga hồ đô su bì năng à cạnh tăng buồn tha nụ pha quê na quỳ na sa manh tù dặn đuôn nì minh
ta qua mang ga lan cha yo cha mana bo sakuna sa san do ba bang ga ho du su bi nang na can tang tham ma nu pha quê na quỳ na sa man tu dặn đua ni minh tăng la hòa măng ga lành cha vô cha ma na bồ sa cu na sa san đô ba bạc ga hồ đua su bị nắng na cam tăng sang kha nu pha quê na quỳ na sa man tu đung kham ban ta cha nin đung kha pha dâm ban ta cha nim pha gia so cam ban ta cha ni so ca hon tu sam bê đi pa ni no e ta wa ta cha âm hê hi sam pha tăng puôn nha sang ba đăng sam bê đệ qua nu mô đành tu sam ba sam bát ti sinh thì gia đa năng đa đành tu sam tha gia sĩ lăng rắc khăn tu sam ba đa pha qua na phi ra ta hòn tu gấp chăn tu đề qua ta gà ta sắp bê buôn tha bà lâm bát ta bát chê ca năn cha dân bà lăng a ra hành ta năn cha tệ chê na rắc khăn bánh tha mi sắm bà xô. Maha karuniko natho hitaya sambhava ninang buratva barami sambha banto sambo thi muttamang ete na sancha vacche na ho tu te cha yamangalang cha yanto bo thi ya mu le sắc ya năng đi quán thà nô ê quán toàn quý cha vô hồ hi cha gia su cha gia măng gà lê apara chi ta bành lam kê si sê ba tha quý bóng khà rê a phi sê kê sắm ba búa thà năng ác gâm banh tổ ba mô đa ti su năng khanh tăng su măng gà lăng su ba phạ tăng su húa thị tăng su khà nô su mù húa tô cha su dinh thăng brahma cha ri su ba đăng khi năng ca và cầm măng và cha cầm măng ba đăng khi năng ba đăng khi năng ma nô cầm măng ba ni thi tê ba đăng khi na ba đăng khi na ni cách toa na là phạm tập thê ba đăng khi nê mô bút thà giá nắc mô thầm mà giá nắc mô sằng khà giá. Dạ con kính đảnh lễ ngài Lữ Tông, dạ con một lần nữa kinh xin lễ sư Trí Đức và con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ bây giờ con xin dâng mít lại cho đạo tràng ạ. Con xin kính thỉnh bàn tay của sư Trí Đức. Dạ sa thú kính cảm ơn Nguyên Như. Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ ngài Trí Đức, ngài Liễu Tông cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Bình kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Bình kính chào quý anh chị em đạo hữu. Dạ quý vị có nghe được âm thanh Nhật Bình không? Dạ cảm ơn Hoa Nguyệt. Dạ sa thú thành thai kính cảm ơn Nguyên Như đã thay mặt đạo tràng lễ bái Tam Bảo thọ trì quy giới. Dạ bây giờ Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư trước khi chúng ta cung thỉnh ngài Liễu Tông thảo luận những câu hỏi trong đạo tràng. Dạ Nhật Quỳnh kính mời quý vị chuẩn bị sẵn câu hỏi để không mất thời gian quý báu
của đạo tràng, nhất là của ngài Liễu Tông. Và bây giờ Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh cùng thỉnh pháp sư ạ. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Sa tham ma sa na ya cha na ga tha ram ma cha lo ka thi ba te sa ham ba te ka tan cha le an thi wa rang a ya cha tha san te tha sa ta ba kha cha ti ka de se tu tham mang a nu mi mang a chang sa ma phê riêng vi na danh cha ka yang suốt tận cha băng thăng a phi tham ma chậm măng a cô ta dành tô ta tu sát cho đặng đăng bập bồ thanh này về ba đi xa và mặt trên tạm thiên vận ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng nghĩ hơi quyết lòng mở đạo dạy đời a nhắm vườn lộc giả ngày dời chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử con thầy thinh giữ pháp từ đó là nhóm kiều trận như được nệm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chăng thôi không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cập mà đám mưa lành rưỡi khắp thế gian bởi nhân cơ tính rõ ràng thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi chúng sanh ngồi gặp chung ni tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá và đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Liễu Tông từ bi hoan hỷ đăng đàn để thử âm thanh ạ. Con kính dâng bích đến ngài. Nam mô Bích. Nam mô Tát Sa Pha Hóa Tô A Ra Hà Tô Sam Ma Sam Bố Tát Sa. Nam mô Tát Sa Pha Ga Hóa Tô A Ra Hà Tô Sam Ma Sam Bố Tát Sa. Nam mô Tát Sa Pha Ga Hóa Tô A Ra Hà Tô Sam Ma Sam Bố Tát Sa. Nam mô Bố Thầy Á Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả Kinh Thưa Chư Thiền Tính Trong Đạo Tràng. Hy vọng quý vị nghe tiếng chúng tôi rõ. Nam mô Bố Thầy Á. Ngài rất rõ và đạo tràng có nghe âm thanh của ngài có rõ không? À, quý vị có thể cho một tín hiệu và Nhật Quỳnh kính mời quý vị có thể đưa bằng tay hoặc là có những câu chết chát. Nhật Quỳnh nhìn coi bữa nay có một vị thiện nam nào không? Dạ, hôm nay thì không có một vị thiện nam nào hết. Dạ. Vậy bây giờ Nhật Quỳnh kính mời quý vị cảm ơn Trần Đạo và mời quý vị có thể đưa bàn tay lên, Nhật Quỳnh xin nhường mic, hoặc quý vị có câu chết chát thì Nhật Quỳnh xin đọc và thỉnh ngài. Nếu Trần Đạo có làm thị giả cho ngài được thì cho Nhật Quỳnh một tín hiệu, Nhật Quỳnh mời Trần Đạo làm thị giả cho ngài nha. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, một lần nữa Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng, mời quý vị đưa những bàn tay và mời quý vị có những câu chết chát ạ. Dạ, con ngày hôm qua có cái nít muốn làm Phật hỏi, mà bây giờ con để con coi có cái nít muốn mình làm Phật ở trong này không. Dạ, con không có thấy cái nít muốn làm Phật trong này rồi. Dạ, thôi thì con hỏi một câu hỏi khác. Ngày hôm qua cũng ở trong đạo tràng. Dạ, dạ bạch ngài. Ngày hôm qua trong đạo tràng cũng có những cái câu thảo luận thì có một người nữ cư sĩ có cái hỏi như thế này và con cũng đồng tình, nên mặc dù bây giờ thì không có người đó ở trong này nhưng mà con hỏi và con
để cho con hiểu luôn nha. Bạch ngài, thí dụ như một người cư sĩ, người nữ cho tụi con đi, đang có gia đình và có hai đứa con còn nhỏ, mà nếu mình đi xuất gia do thấy tu là vui hơn có gia đình, như vậy có nên không bạch ngài? Mình ngài dạy dùm người Phật tử chúng con làm sao mà cho nó vẹn toàn được đời và đạo ạ. Nam mô Bụt Tha, giá dạ con kính nhân mít đến ngài. Nam mô Bụt Tha, giá kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, muốn tu hành muốn làm gì phải có sự chuẩn bị hết á. Mình là xưa chưa có tác ý đi thì tu, nhưng mà khi mà có duyên sự như vậy thì chắc chắn là đời tu nó khó khăn. Thứ nhất là cái người mà muốn đi tu là phải nói theo danh từ Phật Pháp là rảnh nợ. Còn mình chân thành thì không thể là rảnh nợ. Người đàn ông thì cũng không thể tu được, phải rảnh nợ cái đó. Tức là không còn, nghe là còn nó lớn thì tốt được. Còn nói trong trường hợp bây giờ mà mình có muốn tìm hiểu học hỏi giáo Pháp á, thì trong thời gian nào mà mình rảnh và cứ kiếm được người lo lắng cho con đó, thì mình có thể nói theo danh từ thường thường, thông thường là giao duyên 50 ngày gì đó. Nhưng mà trước khi giao duyên 50 ngày thì quý vị cứ một ngày trước đi, thì mà họ làm cho mình có khả năng mình giữ được những cái đó trong sạch chưa. Chứ ngoài nhìn vô thấy bộ tu nó dễ, vô rồi đó giới giữ định hành cũng không xong, trại cũng không tu được, mình tốn thì giờ ra mà làm ác nhiều hơn là làm thiện. Bởi vì cái gì chứ mình đụng vô của tâm bảo mà giới mình không có trong sạch thì rất là nguy hiểm. Phải tự hỏi mình coi mình có sẵn sàng chưa, và sẵn sàng độ nào. Nếu mà sẵn sàng chưa đúng mức thì nên giao duyên một ngày trước, tháng 4 ngày, thì dụ từng ngày đó, chờ cái khi nào đầy đủ trong thời gian chờ con cho nó trưởng thành cái đó. Rồi lúc đó là mình hạ thủ công phu cũng chưa muộn. Chứ còn bây giờ mình hấp tấp hạ thủ công phu đó, tu cũng không thành, mà học cũng không thành, mà con cái thì nó hư đốn thì lúc đó lộ cân tử chắc là phiền não vô chừng. Nam mô Bụt Tha á. Dạ, sa thú, con thành kính tri ân ngài đã giảng dạy cho câu hỏi của con. Một lần nữa, Nhật Quỳnh kính mời quý vị ạ. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời bằng tay, mời những câu chết chát ạ. Nam mô Bụt Tha, dạ. Dạ, chưa có ai hỏi, con xin hỏi tiếp. Dạ, con hỏi tiếp để không mất thời gian quý báu. Dạ, quý vị ơi, chuẩn bị đi, tại vì một tuần lễ được có một ngày thôi. À, sa thú Khánh Dung. Dạ, con xin đọc câu hỏi của Khánh Dung. Kính bạch ngài, hiện tại là mùa lễ Quê Sắc. Ở các nước quốc giáo làm lễ Quê Sắc như thế nào thưa ngài? Phật tử chúng con nên mừng lễ Quê Sắc như thế nào để được lợi lạc ạ? Nam mô Bụt Tha, dạ con kính nhân mít đến ngài. Nam mô Bụt Tha, dạ kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, lễ Quê Sắc tức là nói theo danh từ của người Việt Nam hay dùng là để tam hợp, tức là ngài Bồ Tát đản sanh, ngài Bồ Tát thành đạo và ngài Đức Phật niết bàn. Ba ngày khác năm nhưng mà cùng là ngày trăng tròn. Ông trăng tròn thường thường các nước theo Phật giáo truyền thống là nó không có làm gì nhiều đâu, nó không làm một rung bèn như cái Việt Nam hay là mấy nước khác, không phải theo Phật giáo truyền thống. Cái ngày đó là cái ngày thường đó người ta hay tu. Thứ nhất, người nam thì tu giao duyên, người nữ thì cũng tới chùa tu, làm tu nữ cũng tu giao duyên, đi sống trọn một ngày. Ngày đó người ta sống, người ta gọi là dâng cái phước lên cho Đức Phật. Nhưng mà mình không biết có đủ phước hay dâng hay không, thì chuyện là chuyện khác. Nhưng mà chúng tôi xin thưa với quý vị đó, không cần gì ngày lễ Quê Sắc cả. Bất cứ ngày nào mà mình rảnh, cứ ngày nào mình rảnh. Quý vị vô room này đó, nhiều khi chúng tôi nói lên nhiều lần đó, để có cái động lực mà giúp chúng ta học hỏi giáo Pháp Đức Phật. Quý vị ngồi tưởng tượng một cái ông sư già,
sư già già gần đất xa trời á, không rồi ha. Mà ngồi 4 giờ sáng rồi thức dậy ngồi bên cái ngọn đèn leo lét để mở rung chuẩn bị cho quý vị có thời gian vô để học hỏi được giáo pháp của Đức Phật. Thành ra mình học thứ nhất là để mình tưởng nhớ Đức Phật, thứ hai là nhớ ơn cái vị sư già đã làm cái công việc đó cũng gần cả chục năm nay rồi ha. Nên đó là cái chúng ta nên làm, cái thứ nhất. Cái thứ hai, nói tới ngôn ngữ Bali mà quý vị học đó, quý vị tụng được cái ngôn ngữ Bali mà tụng này kia đó, tức là quý vị đang đảnh lễ Đức Thế Tôn. Mà nếu quý vị tụng không á thì đảnh lễ có một nửa thôi. Còn nếu mà quý vị thuộc cái câu đó, tụng cho đúng, hiểu nghĩa, ý nghĩa và duyên sự nữa đó, tức là đó là kể như một lần quý vị được đảnh lễ Đức Thế Tôn trọn vẹn. Nên khi nào rảnh rảnh quý vị nhớ lại cái câu mình học đó, mình làm lại lần nữa, mình đọc luôn rồi mà thanh tâm thanh tịnh, mỗi lần đọc 1000 lần tức là mình đã đảnh lễ Đức Phật 1000 lần. Tại sao chúng tôi nói vậy? Bởi vì xin thưa với quý vị đó, cái lời di chúc của Đức Phật khi được ngài Ananda hỏi á, khi ngài tịch rồi thì lấy người nào thay thế để làm cái công việc mà ngài làm, thì Đức Phật nói: này Ananda, pháp nào ta đã tiên thiết, luật nào ta đã chế định cho các người, pháp và luật ấy là thầy của các người khi Như Lai niết bàn. Thì rõ ràng nó mình có Đức Phật trước mặt mà mình không có chịu học, tức là mình không có biết kính trọng Đức Phật, mình không có chịu học hỏi đàng hoàng, tức là mình không có đảnh lễ Đức Phật trong khi mình có cái điều kiện đó. Nên thành ra khi mình có điều kiện đảnh lễ Đức Phật thì không cần gì ngày lễ về sắc, mình mới nghĩ tới ngài Bồ Tát đản sanh, Bồ Tát thành đạo, Đức Phật niết bàn gì cả. Bất cứ ngày nào tâm mình sẵn sàng thanh tịnh thì mình nên làm cái việc đó. Thì thường thường đó, ở các nước theo Phật giáo truyền thống, ngay cả qua đây cũng vậy, những chùa như chùa Thái hay chùa Miến Điện đó, trong thời gian chỉ tăng bài nhập hạ 3 tháng thì họ nguyện là bảy trong đó được khoảng 7 tuần, tức là 7 ngày chủ nhật, rồi họ nguyện với cái đời của họ cả ngày trong chùa vậy đó, vô rồi thọ bát quan đồ này kia, ở rồi tu hành đồ này kia, không cho đàng hoàng, tức là kể như một ngày mình đảnh lễ Đức Phật trọn cách trọn vẹn đó là, chứ không cần quay riêng về ngày về sắc ha. Rồi về sắc là cái ngày tại vì người ta đông chùa, thường thường đông đảo là tại người ta được nghỉ, còn mình qua mấy xứ mà ở ngoài quốc này mình không có rảnh nhiều, thì thay vì mình ngày giới mình không đi được thì mình đi ngày chủ nhật, mình nguyện ngày chủ nhật để mình tới đó mình làm những cái cách tạo phước báo vừa có lợi cho mình và vừa có lợi cho người xung quanh nữa, thì cái đó nó hay hơn. Thành ra còn mình chú trọng chỉ một ngày lễ về sắc không thì cái đó là nó cũng tốt, nhưng mà có lẽ là nó không được đầy đủ cho lắm. Cũng như là cái truyền thống mà mỗi năm vậy làm dỗ rồi này kia đó, xin thưa quý vị cái chuyện đó là mình nên xét lại. Mình ở đây mình ăn mỗi ngày mà thân nhân của mình quá giảng rồi, mỗi năm mình cho ăn có 1 ngày thôi, 364 ngày kia không có ghi sổ ở đâu ghi sổ ở đâu. Thành ra khi nào nhớ tới thân nhân thì cũng như ngày lễ về sắc, tức là mình nhớ tới Đức Phật, giáo pháp và chư tăng đó, thì mình nên tìm mọi cách để tạo phước báo, thứ nhất cho mình và thứ hai cho những người xung quanh mình. Đó là cái cách mà tạo phước báo mà hoàn hảo nhất. Nam mô Bích Thầy á. Con đã thấy hình dung Ngài đã xa thú và con kính tri ân Ngài. Và con cũng thành kính tri ân Ngài đã giảng giải câu hỏi của Khánh Dung để cho con cũng được học, và cũng kính cảm ơn Khánh Dung. Khánh Dung cho câu hỏi. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời bằng tay quý vị và mời những câu chết chát. Dạ, con thành kính đảnh lễ để Đức Nguyên Thông vừa vào đạo tràng. Dạ, sư vào đạo tràng, sư có câu hỏi không bạch sư? Nếu sư có câu hỏi thì con cung thỉnh sư ạ. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá.
Dạ, đại đức Minh Thông có nghe được âm thanh con không? Dạ, sư có câu hỏi không bạch sư? Dạ, con thấy không thấy tín hiệu của sư. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời quý vị ạ. À. Mời quý vị có thể chắc lên những câu hỏi hoặc có thể đưa bàn tay. Dạ, con tri ân sư. Dạ, trong khi chờ đợi nhà đạo tràng có những bàn tay và có những câu hỏi. Bạch Ngài, Ngài giải thích cho con câu hỏi của con ạ. À. Dạ, con học trong Kinh Tăng Chi, phẩm Upali và Ananda, Ananda, bài 31 là đình chỉ giới bổn. Có cái đoạn là không đồng phạm hạnh. Có nghĩa là chỉ cho những vị tỳ khu mà không theo luật Pati Mokkha, luật của giới bổn. Dạ, con nhớ như vậy, mà con có sai thì ngài chỉ dạy lại thêm cho con ạ. À. Và nói về những vị đồng phạm hạnh. Bạch Ngài, câu hỏi của con là ví dụ cũng là người tu, cũng là người tu mà tu theo Phật giáo Nguyên Thủy, rồi tu theo Khất Sĩ, hoặc là thêm nữa những cái đạo giáo ngoài Nguyên Thủy. Như vậy những vị này có đồng phạm hạnh với nhau không Bạch Ngài? Và ví dụ như một vị tỳ khu mà bên Khất Sĩ có thể coi những vị tu theo Khất Sĩ đó, thì những vị tỳ khu bên Nguyên Thủy này có thể coi trọng những vị mà tu theo Khất Sĩ như những vị thầy của mình không Bạch Ngài? Và nếu mà mình coi trọng như thầy của mình thì mình có phạm giới gì không? Dạ, con kính nhân minh đến Ngài Nam Mô Bích Tha. Dạ, Nam Mô Bích Tha. Dạ, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Thật sự là đồng và mạnh đó, cái danh từ đó nó rất là nhiều chuyện để nói chứ không phải là chuyện dễ. Và trong cái phần mà về những cái điều mà khác Đức Phật dạy cho tỳ kheo đó, là tỳ kheo có quyền không có đảnh lễ những cái vị mà khác tông phái, các tông phái. Tức là mình họ tu như thế nào thì mình không thể nào nói ấy. Thật sự là đó, vào cái thời này đó quý vị thấy nhiều chuyện, thí dụ như bây giờ nói cái chuyện hòa không thôi, nếu quý vị để ý quý vị sẽ thấy. Nhập hòa tức là cái điều kiện mà phải ở trong một cái chỗ mà mình đã nguyện rồi đó, trong vòng 3 tháng mà không được đi ra khỏi nơi đó, ngoại trừ trường hợp y mật sinh si mà thôi. Y mật sinh si là như thế nào? Trong Bali chỉ kể 4-5 chuyện mà thôi. Thứ nhất, thầy tổ với thầy mình bệnh hay là cần cái gì đó. Thứ hai, cha mẹ có duyên sự. Cái thứ ba, bạn đồng phòng hạnh có duyên sự. Cái thứ tư, nghĩa là những cái cần sinh nam cần sinh nữ mà trong cái tình trạng nguy cấp muốn có mình đó để được làm phước. Nguy cấp là như thế nào? Thí dụ như bị đông duyên thì lính có thể 1-2 ngày nó tử không chừng, hay là những người phụ nữ mà 1-2 ngày nữa đã sinh con đó. Thành ra thời xưa sinh không phải lúc nào sinh cũng cha mẹ tròn con vuông, nhiều khi đi đoàn tụ không chừng thì họ thỉnh cầu thì cái lúc đó được khuyên trong hạ mà thôi, còn ngoài cái đó là không đi trong hạ. Nhưng mà bây giờ quý vị cứ để tổ chức trường hạ 1-2 tuần cái rồi mạnh ai nấy về chỗ đó, về chùa đó, tức là tổ chức gom chung ở chỗ nào làm trường hạ vậy đó. Thành như vậy thì sẽ không thể gọi đồng phạm hạnh được. Đồng phạm hạnh là giới phải đồng, định phải đồng, tuệ phải đồng. Chứ còn nếu mà xì xích cái gì cũng được. Cái nhất đồng như vậy rồi đó, mà giới mình phải học đàng hoàng để biết khi nào mình có khuyết điểm là phải làm thế nào để giới được trong sạch. Chứ còn mình bị khuyết điểm mình giấu hay mình cố không làm này không làm nọ đó, cái đó cũng không có đồng phạm hạnh, bởi cái người đó ra là người như là cái giới không hoàn hảo. Thành ra chứ đồng phạm hạnh nó rất là khó khăn, chứ nó không phải dễ giống như mình nghĩ là cạo đầu ông sư kia sáng tụng chiều thời kinh, chiều tụng thời kinh là cái ngồi thời thời em tới ngạc nghe phát lộ rồi này kia ông sùng, cái đó không có gì bảo đảm là đồng phạm hạnh cả. Bởi vì nhiều khi đó là lý do tại sao mà trong thời gian mình 5 năm cũng gì
thì từng năm năm học rất nhiều chuyện. Thứ nhất học về tỳ khu giới, và thứ hai học tỳ khu ni giới. Quý vị nên nhớ chuyện làm tỳ kheo và học tỳ kheo ni giới. Rồi thứ ba học về những cái tăng sự của tỳ kheo và tăng sự của tỳ kheo ni. Rồi cái thứ tư học một số cái bài mà liên quan tới pháp hành trong tạng kinh, và một số cái điều trong cái tạng vi diệu pháp nữa. Tức là trong 5 năm đó học rất là nhiều chuyện, để sau 5 năm mà ông thầy ông coi mình đủ trình độ đó, là mình có thể mình rời ông thầy tế độ và ông thầy cho nương nhờ đó, là có thể là hành thiền giải thích, là trở thành người có thể chuyển đạt giáo pháp Đức Phật cho tới quần chúng được. Còn nếu mà mình chưa có đủ khả năng đó đó, mà mình bỏ ông thầy thì thầy tế độ, hay bỏ cái gì mà cho mình nương nhờ đó, nghĩa là giới bất tịnh liền, chứ không phải giỡn. Nhiều giới rồi bất tịnh lắm. Nó nổi chuyện mà mình học không có đủ cái đó để mình trở thành cái gì tỳ kheo mà khỏi phải nương nhờ đó, nó đã khó rồi. Mà khi mà học đầy đủ như vậy đó, tất cả cái gì đó đó nó gọi là đồng phạm hạnh. Chẳng thường là mình còn nương nhờ mình nó đồng phạm hạnh không được. Với đồng phạm hạnh của phạm hạnh cái đó là sĩ lá Brahmana sĩ lăng, tức là phạm hạnh, tức là giới cách rất trong sạch, rất là đầy đủ đó. Nhưng mà thường thường bây giờ đa số tỳ kheo bây giờ đó thì không học cái kiểu đó, chỉ học sơ sơ về 3-1 cái là rồi cái chờ cho đủ 5 năm cái đi ra ngoài trụ trì này kia ông xong. Thì nếu mình xét lại có đủ đó đồng phạm hạnh với cái điều kiện Đức Phật đặt ra, mình đã làm hoàn tròn rồi ha. Còn cái lý do tại sao thời này không có tỳ khưu ni mà vẫn học giới tỳ khưu ni, bởi giới tỳ khưu ni nó có hai loại. Một loại chế định riêng cho tỳ khưu ni mà thôi. Loại thứ hai đó, trong giới tỳ khưu ni có những giới liên quan tới tỳ kheo mà Đức Phật dạy cho tỳ kheo ni, nhưng mà liên quan tới tỳ kheo, thành ra tỳ kheo mà không làm đúng với vẫn phạm giới như thường. Mà nếu mình không học giới tỳ khưu ni thì thường thường mình không có biết. Tại vì vào thời Đức Phật đó, tỳ khưu ni đi đâu mình không có được, phải đi với tỳ kheo, là tỳ kheo con số cái điều kiện dành cho tỳ khưu ni. Nhưng mà tỳ kheo phải biết, hoặc là tỳ kheo được chỉ định là đi dạy cũng phải biết những cái đó để tránh, chứ không phải mình qua đó mình chưa tăng biểu đi dạy qua đó rồi mình phạm giới nào mình không hay thì cái chuyện đó nghe động lực Đức Phật rất là chê trách. Nó thành ra chưa đồng phạm hạnh là mình phải hiểu theo nhiều cái phương diện để cho nó rõ ràng vậy đó. Người cái người gì đó rồi vậy mà đồng phạm hạnh là thời buổi này nó phải nói rất là khó kiếm, bởi vì cái điều kiện của xã hội, cái điều kiện của cận sinh nam cận sinh nữ làm cho các nhà sư không thể mà giữ giới một cách mà trong sạch 100% được. Cái đó là phải nói thật như vậy đó. Chỉ còn một vài nước như Thái Lan hay Miến Điện thì mấy vị sư ở trong rừng người ta vẫn giữ được đầy đủ mà thôi, chứ còn ấy, quý vị nào mà muốn biết cái gì mà vậy tỳ kheo mà tứ thiệt á, quý vị vô trên nhờ lên Facebook đánh chữ Lê Đi Sa Đo, tức là ngày Lê Ly Sa Đo đó. Ngày đó vừa viết sách vừa dạy vừa này vừa ông sầm đó. Nhưng mà tối ăn cái chỗ ngày ở xưa là chỗ ở, ngày xưa là ngày ở là cái nghĩa địa. Rồi sau này có nhiều người nghe tiếng ngài cái mới ra trình học riết cái chỗ đó, giờ nó thành cái chùa ngài đi xưa đó rất là lớn. Nhưng mà bên ngài thì ngài đi dạy tối ngài viết sách xong là 10 giờ, quý vị biết ngài làm gì không? Ngài đi dọn dẹp hết tất cả cầu nhà xí rồi này kia xong á. Mấy ông sư tới học đó, nhiều khi học xong cái đi ngủ mệt quên ngủ, để mà 2-3 lần để sao nhà cầu lúc nào nó không sạch, mới rình xong là đánh thức nhau, lúc đó lại đánh lễ ngài sám hối quá trời quá đất. Ngài nói không, đây là cơ hội rồi quý vị giúp chúng tôi để tạo phước báo, chứ quý vị không có lỗi gì cả. Đó. Vì thế cái tư cách một vị thầy như vậy thì quý vị biết là những người mà được gọi là đồng phạm hạnh như mình với vị như vậy đó bây giờ cũng khó kiếm rồi ha. Chứ không phải đó, làm thầy người ta còn phải đi chùa nhà cầu nhà xí đó, bây giờ tìm không ra đâu quý vị. Thưa quý vị, một chuyện nhỏ nhỏ thôi chứ đừng nói chuyện lớn gì cả. Thành ra nó có nhiều cái chuyện mà mình đọc những cái gì mà hồi xưa rồi biết rất là nghĩa là phải nói cho mình nhất bái như bộ từ xa đi tới để gặp ngài vẫn
an vui như thường. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Dạ, sa thủ đành thay. Con rất là hoan hỷ khi nghe ngài giải thích câu hỏi của con, nhà để cho con hiểu thêm cái chữ đồng phạm hạnh và thế nào là mình giữ được cái giới đồng phạm hạnh, có nghĩa là mình phải biết ai là thầy mình và ai là đồng phạm hạnh của mình để mình đảnh lễ. Con tri ân ngài rất là nhiều, nhất là ngài kể một vị thiền sư đi chầu thiền, phải nói là cái gương này học hỏi không biết bao giờ mới thực hiện được. Dạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, một lần nữa Nhật Quỳnh kính mời quý vị mời tất cả bàn tay quý vị có thể đưa lên, cũng như có thể đưa những câu hỏi qua dòng chất chát ạ. Dạ, sa thú con kính nhân mít với đến Đại Đức Nguyên Không. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Biểu Tông. Hồi nãy con đó là anh ngủ hằng ngày đấy. Của mình thì thưa sư phụ, con nghĩ là đổ quả như vậy là không hiểu gì thức ăn thực, còn những người ở có ăn đồ đó Phật giảng dạy cho Sinadi và Bimbis là tạo cái phước báo, tức là cúng dường Phật rồi cúng cái gì mình muốn thân nhân mà được, thì trong cái dịp đó thì nhau quần áo hay đó thì có cái đó. Rồi khi mà chứ tụng kinh hồi hướng đó mình chú miệng theo thì cái đó để là giúp đỡ mẹ mình hay là bà con cũ miệng thân mình. Con nghĩ như vậy có phải đúng không thưa sư phụ? Và nếu một năm mình làm lần có một lần vậy, hay một năm mình làm bao lần, bao nhiêu lần như vậy mới đúng? Kính thưa sư phụ, con xin thỉnh mời sư phụ giảng dạy câu hỏi này để cho chúng con được học thêm và đã sẽ tuân thủ hành theo. Con thỉnh mời sư phụ trở ra mai và chân thành tri ân chư vị đã lắng nghe. Con thỉnh mời sư phụ. Nam mô Bụt Thầy. Kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, quý vị nên nhớ một điều là khi mình hồi hướng phước báo thường cái người nhận được thường mà nó ở cõi ngạ quỷ rất là đói thành ra nó cần cơm nó ăn chứ không phải là lúc nào anh muốn làm gì cũng được. Thành ra thường thường đó quý vị đọc trong bài kinh Tỳ Lô của Thạ đó, tức là dân cúng đến trực thực đến chư tăng nằm nội hướng thì mai ra nó có ngay cái đó, là hay là quý vị đọc cái bài kinh gì đó hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng đó, chứ không phải bây giờ tự nhiên là mình tới đó người ta đang cần ăn, nhà quỷ nó đứng đó nó đang cần đồ ăn, rồi mình ngồi thiền để mình hữu ứng trí tuệ cho nó thì làm sao nó nhận được hả? Thành ra cái gì nó phải có đầy đủ nhân quả của nó chứ không phải không. Mà cái chuyện mà hồi hướng đó là càng làm càng nhiều càng tốt, chứ không phải là đợi một năm lần. Tại sao mình làm càng nhiều càng tốt? Lý do đó không phải mình hồi hướng cho cái người mới chết, cái người mới chết nằm đang nằm đó, mà cụ Huyền Thất Tổ, thí dụ cụ Huyền Thất Tổ vua Bình Sa Dương đó, 91 kiếp trái đất sống như vậy đó, cho tới bây giờ vẫn còn đói khổ như vậy đó, thì mà mình chờ có một năm mình cho một lần ăn một lần thì chữ nước chết thôi chứ làm sao vậy được hả? Thì là lúc nào họ cũng đói đó, mà ở cái cõi đó là lúc nào cũng đói đó, mà lúc nào cũng đói thì khi nào mình có điều kiện á là mình phải làm phước để hồi hướng báo cho người ta, mà làm phước mà phước cái đó đó, chúng tôi thấy trong chú giải có đề cập đó là ít nhất cái người đó phải từ tám giới trở lên, chứ còn nếu mình nói mình đang cho ăn mày kia cũng nó có phước chứ, nhưng mà cái phước đó nó không đủ đô để cho những cái người ở cái khổ như vậy ha. Nhưng mà người ở cơ khổ nó rất là nó đói hoài. Thế thời Đức Phật cái gì mà ngạ quỷ là cái gì ngạ quỷ mà học là cái lúc mà ngài Sa Lộc Tạ đang ngồi thiền ấy, và lãng giảng đó, thì thấy không, lãng giảng đó, rồi cái
Nó mang cho thêm biểu đi đi thì cái bà đó bà nói là cái ngày này mấy kiếp trước là tôi là mẹ của ngày này em sùng ngày sẽ Phật tạ cho vô thì thấy hình hài đó vậy là ngày sẽ Phật tạ phải đi đi bát rồi về dân cho chư tăng chia cho chư tăng ăn để rồi tụng kinh hồi hướng phước báo rồi chứ ngày đâu có ngồi thiền là ngày đừng ngồi thiền sao ngày không hồi hướng phước báo liền cho đi ha. Thằng nào gì nó phải có nhân quả trong đó đó, thường thường là những cái ngạ quỷ đói là nó đang cần, đang cần vật thực chứ nó không cần trí tuệ vậy đó. Ngay cái ông mà cái ông tôi không nhớ trong kinh Đấu Số vậy có cái ông nông dân mà ông vô đó, Đức Phật hỏi kêu mấy ông sư coi coi tàn thực có không đem ra, nghĩa là đồ ăn dư của chư tăng có không đem ra để cho ông đó ông ăn rồi mới nói pháp cho ông nghe, chứ không phải mà để ông đói vậy nói pháp ông cũng nghe còn không được chứ đừng nói ngạ quỷ lúc nó đói rồi mình làm cái chuyện mà nó không có phát sinh lợi ích cho nó chắc chắn là nó cũng không có khoái rồi ha. Thành ra làm cái gì cũng phải suy nghĩ cho nó kỹ, làm cho nó đúng thì nó mới nhận được. Mà cái phước báo đó mà khi mình làm là mình phải có cách, chứ mình đọc trong bài Tỷ Lô Cụt Thà đó, a đa chi mê a ca si mê nha tìm biết tại sao cả cái mê năm hàng người như vậy. Khi nào mình làm mà mình nghĩ tới tới những cái người đó, năm hàng người đó đó, thì họ may ra họ ở có nào cũng nhận được. Chứ còn mình không nghĩ mà ông sư mà ông tụng kinh mình làm được phước rồi mà mình cứ mình ngồi mình làm gì đâu không, để khi mà tụng xong cũng vậy, cũng họ cũng không nhận được. Phải nghĩ tới họ, nghĩ tới người trong năm hàng người đó, mình nghĩ được hàng người nào cũng được, tức là cái người đã từng giúp đỡ mình, Ada si mê, Aka si mê, người đã từng nghĩa là khuyên bảo hay nói cho những điều hay ra phải cho mình để mình trở thành người thiện đồ này kia ông sầm đó. Rồi nha tỳ mít ta, những người là nha tỳ tức là những người là thân nhân của mình, mít ta là những người là bạn của mình đó. Đó là 5.000 người đó, là khi nào mà mình làm bất cứ phước nào mình phải nghĩ tới những người đó, nhiều rằng mình đang ở một chùa mình làm phước, khi mà ông sư ông già thả rồi cái ông Ada si mê là mình nghĩ liền, nghĩ tới người nào đã từng giúp đỡ mình, người nào đã từng khuyên bảo mình điều hay lẽ phải, những người nào đã từng là thân nhân của mình, thằng người nào là bạn bè nào này kia quyến thuộc của mình đó, mình phải nghĩ tới người nào cũng được đó. Nhưng mà thường thường đó mình chỉ nghĩ tới cha mẹ rồi thôi, thấy nhiều khi cha mẹ mình không ở cái nơi nhận được làm sao họ nhận được, là nó phải nghĩ cho tất cả những người đó. Nếu mà mình ở kiếp này mà ở cái cõi sướng quá là bà họ đâu có về nhận được, mà khi họ không về nhận được thì những thân nhân trong nhiều đời nhiều kiếp vậy đó, nó sống lâu lắm chứ, mà đừng có tưởng cái gì nghĩ ngạ quỷ mà sống tới 91 kiếp trái đất thì nó rùng rợn lắm chứ, quê vợ mà đói 91 kiếp trái đất chứ cái gì biết đói cả mấy chục tỷ năm, mấy ngàn tỷ năm chứ đâu biết đâu, thấy không? Thành ra khi nào mới cưới cơ hội nào làm được phước thì mình tay đặt cái phước đó mình hồi hướng, ai nhận được thì nhận. Ví dụ có người đó, ví dụ người ta sanh làm cho thiên ở gần mình đó, mình hành thiền mình tụng kinh nhìn nào hướng, người ta đều nhận được đó. Bởi vì họ tự hỷ phước báo cho họ không nhận trực tiếp, mà họ cũng không có đói, những người đó không có đói. Thành ra khi mình hồi hướng là mình phải nhận trực tiếp liền, bởi vì tự hỷ là như thế nào. Thí dụ dễ hiểu đi, ở kế bên nhà mình là có ông Mỹ Đen, ông ăn cơm được đâu, nhưng lâu lâu mình đem mình cho đồ ăn Việt Nam cho ông, ông dỗ ăn không được, ông cũng vui, ông vui tại vì ông có hàng xóm, cái đó là một hình thức tự hỷ phước báo, thì thấy không? Thành ra làm càng nhiều càng tốt, lúc nào có cơ hội thì làm. Mà khi làm được phước báo chỉ hai chuyện thôi, chuyện thứ nhất cho người chết và chuyện thứ hai là cho mình. Cho mình là như thế nào, nguyện cái phần phước này đó để làm gì, thấy không? Nếu mà nguyện để chấm dứt các pháp nghe hoặc là các phiền não ngủ ngầm này đó, thì cái phước đó gọi là ba la mật. Mà còn nếu mà nguyện kiếp sau để làm người giàu như Bill Gates hay là người đẹp hoàng vũ này kia thì cái phước đó không thể gọi là ba la mật được, bởi vì phước đó là phước luân hồi, thành ra nó chỉ là thiện pháp thông thường mà thôi. Thành ra khi làm phước mới biết cách, chứ không phải lúc nào làm phước là có phước nhưng mà xài phước ra như thế nào, nó là cả một cái điều mà đa số người Phật tử Việt Nam mà không có nhìn tới đó. Cứ tưởng tới chùa làm phước là có phước được rồi, ông sư ông tụng kinh thì ông có, mình nghe kinh mình hiểu kinh mình mới có phước, ông sư ông tụng kinh mình đem
phun ra mình nói thi đua với ông sư trên đó, hoặc là mình bấm game mình chơi, không có phước gì cả, bởi ông sư cũng tụng kinh không có phước cho mắt mới gì mình đâu, thấy không? Thành ra vô trong đó là phải ngồi cho im, thân tâm thanh tịnh, dầu rằng nghe không hiểu lời kinh đi nữa, thì cái tâm vẫn là thiện pháp như thường, thiện pháp đi trí nhưng vẫn là thiện pháp như thường. Còn khi nào mình nghe kinh mà mình hiểu, tại vì mình có học sơ sơ đó, thì nhất là cái thiện pháp này là thiện pháp hợp trí, thì cái thiện pháp đó đó mình muốn làm gì, cho ai, cho mình như thế nào, đó. Thì đó là những cái chuyện mà người cận sinh nam nữ trong trong giáo pháp này phải biết để làm, mình làm liên tục cái đó, nghĩa là người ta không nhận thì cái đó của mình, kiếp sau mình xài, chứ không có gì đó, chứ không phải vô mình nghĩ là ông sư tụng kinh là mình có phước, không có chuyện đó. Ông sư không ăn ổng no, ông sư không ăn để cần sinh nam cần sinh nữ no, ông sư không giữ giới để cần sinh nam cần sinh nữ được thanh tịnh, mà ông sư cũng không ăn tiền để cần sinh nam cần sinh nữ đắt tiền, cũng không có tập bơi để người khác biết lỗi được, ai làm nấy hưởng. Thành ra khi mình nghe kinh phải nghe đàng hoàng, thọ tâm bi ngũ giới nghe kinh đàng hoàng, rồi mình mới dùng cái thiện pháp đó để mình cho ai đó, mình cho xong rồi nhớ cho mình. Nam mô Phật Thầy giá. Dạ, kính thưa sư phụ, tri ân sư phụ giảng dạy kinh rất là cho những ai lắng nghe để hưởng lợi của mình. Kính thưa sư phụ, con muốn được hỏi sư phụ là, thưa sư phụ, nào để mình có thể thắng, hay là cái phương tiện làm như thế nào để kiếp sau mình được làm người và được ở gần Phật, được sanh làm người và gần chùa, được sanh làm người mà không mất đi cái giống của Pháp, dù rằng mình đã tu hành, dù rằng mình đã là Phật tử, dù là mình đã là tỳ kheo, thì mình có chắc chắn rằng kiếp sau mình có thể được tu hành như kiếp này? Đó là những cái điều mà con thường thắc mắc, và đó cũng là cái mục đích mà con đi vào đạo Phật để được từng bước, từng kiếp để mà mình quan tập những ba la mật của mình. Kính thưa sư phụ, từ bi chỉ dạy theo cái sự hiểu biết của sư phụ để truyền giảng dạy cho con và cho đạo tràng, để chúng con thực hiện theo, để mình có thể được đời đời kiếp kiếp sống trong giáo pháp của chư Phật, đời đời kiếp kiếp sống trong gần chùa, và đời đời kiếp kiếp được nghe kinh, được tu hành và được thực tập giáo pháp, để một ngày đẹp trời nào đó mình có đủ ba la mật mà gặp được ngài Maitreya, thì có thể được ngài chỉ điểm cho để mà thoát khỏi khỏi cái dòng sanh tử luân hồi này. Con thỉnh mời sư trở lại mai, và con chân thành thiết chư vị đã lắng tai nghe, con thỉnh mời sư. Nam mô Phật Thà Giá Kính Bạch Chư Tôn Hiền Giả, kính thưa chư quý vị. Cái chuyện mà mình muốn kiếp sau làm người đó, thì bảo đảm không có cái gì mà bảo đảm được, cái đó là chắc chắn cả. Bởi vì kiếp này mình có thể mình giữ ngũ giới trong sạch đi nữa, là ngũ giới bất trì thì nhân thiên lộ triệt, đúng. Nhưng mà trong tiền kiếp của mình bao nhiêu A Tăng kỳ kiếp mình làm ác mình có biết không? Thấy không? Không thể biết được. Chúng tôi từng thí dụ đó, mình là con người, mình đang chạy, phía sau lưng mình có hàng chó nó theo, một con chó trắng và một con chó đen. Chó đen tượng trưng cho ác pháp, mà chó trắng tượng trưng cho thiện pháp. Thằng nào nó theo kịp thì nó giúp mình, con chó trắng kia nó lỡ nó chạy theo không kịp thì con chó đen nó táp mông mình, chứ không thường nào tránh khỏi đó. Mà ngay cả kiếp này đó, mình giàu được pháp đi nữa đó, nhưng mà thường mình không nghe lời Đức Phật. Mình giàu được pháp nhưng mình vẫn làm ác như thường. Chúng tôi đã từng nói, tại vì Đại Đức Quang Thông không có vô room này để nghe chúng tôi từng thí dụ cho biết đó. Cái chuyện rất là nhỏ thôi. Giữa một người khen mình và người chửi mình, chấp cái nào nhiều hơn?
Nó nộp bao nhiêu đó không là có tâm con người nó rất là thích ác. Mà thích ác thì đừng bao giờ nghĩ kiếp sau mình chắc chắn làm người, không có gì bảo đảm, ngoại trừ mình còn 2000 năm còn lại ráng cố gắng hành theo pháp Đức Phật, hành tối đa hạ thủ công phu 100% để được sơ quả thì bảo đảm không có gì mà thắc mắc cả. Nhưng mà cái sơ đạo sơ quả chưa phát sanh thì không có gì bảo đảm kiếp sau được gặp Phật pháp hoặc được làm người cả. Đó, chắc chắn là không gặp ha. Bởi vì giáo pháp Đức Phật đó, ở dưới thế gian này là chỉ có 5000 năm thôi, 5000 năm là nhiều nhất. Mà bây giờ đó Đại Đức Minh Thông nếu mà gắn tu tập mà chỉ có thiện pháp hiệp thế phát sanh thôi thì sanh lên cõi trời, mà lỡ mà xui mà sanh lên những cái cõi mà nó cao một chút, nó không có những cái bậc thiện trí đó, mình lo mình chơi trên đó, mình chơi hết bao nhiêu vài trăm triệu năm làm sao gặp Phật pháp đó, không có gặp được. Mà lỡ bây giờ mình học mà không hiểu tới chừng lâu cần tử phát sanh, mình cảm thấy người mình sao nó buồn quá, học hoài không hiểu, không biết kiếp trước mình làm gì, nợ bao nhiêu đó là mình đi xuống cũng cả tỷ tỷ năm trước khi trồi lên, thì làm sao gặp được Phật pháp. Thành ra cái người mà nói là nguyện kia đời đời kiếp kiếp gặp Phật pháp đó, cái chuyện đó là không thể xảy ra. Xin thưa quý vị, không thể xảy ra. Kiếp này mình gặp được Phật pháp thì mình phải làm sao đó, thay giờ xưa giờ mình dễ vui thì bây giờ phải hạ thủ công phu tới 80% đi. Rất nhiều thiện pháp liên quan tới giáo pháp Đức Phật, nếu không đắc được thì nhất cái nhân đó đó, kiếp sau mình có thể mình sanh lại làm người làm trời gì đó thì cũng có cơ hội để gặp được một người, những cái vị mà người ta học Phật pháp trước mình, bởi vì giáo pháp này còn lâu hơn so với mình nghĩ đó. Chứ còn nếu mà mình không học hoặc mình học dởm quá, thí dụ kiếp này đừng nói gì kiếp sau chứ. Nhiều khi mình gặp những cái bậc mà dạy cho mình những cái pháp cao siêu rồi mình còn không hiểu, làm sao mình nói mình cái sao Phật pháp nó suy đồi rồi mình gặp cái gì đó được, nghe không? Đại Đức Minh Thông vô trong cái room mà Phật pháp đó học hàng ngày thì thấy những cái bậc trưởng lão giống như ngài Tệ Siêu hay ngài Đẳng đó, ngài nào phải sửa để cho nó đúng, ngăn sửa bản dịch, sửa những cái câu Pali để cho nó đúng đó. Là quý vị biết giáo pháp nó bắt đầu nó đã suy đồi là mình vẫn còn dễ vui đó, không? Đó là chưa kể đó, mình đã không học được cái ngôn ngữ mà của Đức Phật, rồi mình cứ lấy cái bản dịch ra rồi mình đi dạy hay là mình đi nói cho người khác, cái chuyện đó là rất là nguy hiểm, bởi vì họ dịch sai mình giảng theo đó là mình sai theo, mà mình sai với cái khẩu nghiệp của mình đó. Quý vị có biết cái ông tỳ kheo hồi xưa nói liên quan tới giáo pháp Đức Phật, rồi sau này sanh làm con cá mở miệng ra cả xóm đều bỏ chạy đó, nghe không? Nó không phải là chuyện giỡn. Thành ra ở chỉ ở Việt Nam mình thì mới dễ vui vô đó thôi, chứ ở những cái nước mà dưới dưỡng tin chúng tôi quý vị đi qua chùa Thái, chùa Miếng Điện hỏi thôi, ít nhất cũng phải là sổ tụ xa ná bình tị xà ná thái cha thăm ma cha ri giá, tức là phải đắc cái bằng giảng, đậu bằng giảng sư theo cái pháp học của ở đó đàng hoàng là mới được đi đăng đàn thuyết pháp, chứ không phải là muốn đăng đàn lúc nào cũng được, bởi vì mình đăng đàn khi mình làm ác mà mình không hay đó, thấy không? Thành ra đó, những cái người mà có công đó mà mình ở gần ráng mình học cái hạnh của họ đó, giống như chúng tôi nói đó, trong cái lùm diệu pháp đó, hay ngày nào có ngày tại siêu là từ cả ít nhất khoảng 15-20 phút nè, cái chữ này sao chữ kia sao cái dịch đó, nó phải dựa vào Pali. Quý vị học trong Tăng Kiên vậy, trong Tăng Kiên chương ba pháp nói rõ ràng cái người và thuyết pháp và người tính pháp phải có đủ điều kiện về Pali Phật pháp và chú giải Pali về Phật pháp, chứ không phải là khi không có mình nghe mình có thể hiểu được. Đó, thành ra đó là những cái mà mình nên hiểu. Thành ra cái chuyện quan trọng của mình bây giờ đó là những cái gì mình học hiểu được trong giáo pháp Đức Phật đó, mà mình tìm mình quan sát nó đúng, ráng cố gắng hạ thủ công phu càng nhiều càng tốt, để làm gì? Để đó là mình tạo cái thường cận y duyên cho kiếp sau. Có thể kiếp sau mình không gặp, nhưng mà ít nhất nó dẫn cái nghiệp nó dẫn cho quả để mình có thể mình gặp được trong kiếp sau nữa.
Chứ còn bây giờ đó, mình kiếp nào mình cũng tu nháp, kiếp này rồi tiếp tục tu nháp mà rồi gặp Phật Pháp, gặp làm gì? Thì không à, để lúc sau cứ nghĩ rồi, vào thời Đức Phật đó, mỗi ngày Đức Phật mà đi trời bình cùng cả hàng ngàn chư vị thánh tăng đó, thánh tăng thứ thiệt đó, họ xuống như họ để bát không chứ có bao nhiêu người đắc đâu. Tại sao họ để bát cho những cái Phật hay là cho A-la-hán mà họ không đắc? Tại vì họ nguyện chỉ nguyện gặp Phật thôi, giống như mình bây giờ đó, làm phước gì cũng nguyện gặp Phật chứ. Mình phải nguyện mà thông hiểu giáo pháp Đức Phật cách bên điều mình học rồi mình nguyện, chứ còn cứ làm cái phước gì cũng nguyện gặp Phật. Mai mốt gặp Phật cái chắc là cũng xin Ngài cho con chụp hình để đưa lên Facebook phe chứ làm gì đâu. Vào thời Đức Phật đó, chứ đừng nói những như hàng ngày đó, ngày với hàng chục ngàn chư vị thánh, thánh thứ thiệt không không á, chứ không phải thánh thứ dỗm. Ừ. Nhưng mà có mấy người đắc đâu. Mà mỗi lần Đức Phật mà thuyết á, toàn là chư thiên, đa số chư thiên đắc. Còn không, ngày là cái người nào mà lọt vào giọng trí của Ngài đó, thì Ngài tới Ngài thuyết người đó, và xung quanh có cũng một số ít đắc thôi. Đó. Mà mỗi sáng Đức Phật á, dùng cái giọng trí của Ngài quay, nghĩa là từ chỗ cái cô tỳ của Ngài ra tới cái giới hạn của vũ trụ này, rồi buổi tối Ngài quay qua dùng cái giọng trí Ngài để quán một lần nữa. Nhưng mà như chúng tôi hay là các kỳ ở trong room này, hoặc là ngay cái đại đức Nguyên Thông đó, lúc đó ở đâu mà Ngài quét hoài thôi không đụng, mà bây giờ mình cứ tưởng mình ngon là không đúng rồi đó, thấy không? Lúc đó không biết à, thấy không? Mình cứ nghĩ vậy đi, ngày nào ngày cũng quét hai lần mà trong vòng 45 năm trường của Ngài vậy đó. Mà lúc đó không biết, lúc đó không biết mình học người nhái mình lặn ở đâu thì không biết. Thành ra bây giờ cố gắng, giáo pháp còn dầu rằng còn đầy đủ nhưng mà mình hiểu không đầy đủ thì cũng phải gắng học. Học mỗi lần học một câu, thí dụ chúng tôi nói nãy chắc đề đúng không, chưa vô đó, mình học thuộc một câu kinh Pháp Cú, tức là đó là cơ hội mình đảnh lễ Đức Phật một lần. Bởi vì Đức Phật đã nói rồi, giáo pháp, pháp nào ta đã thuyết, luật nào ta đã chỉ định, pháp với luật ấy là thầy của các ngươi. Thì nó khi mình chỉ cần thuộc một đoạn câu kinh Pháp Cú hoặc một bài pháp ngắn đây nữa, đó là cơ hội, mình đã được một cơ hội là đảnh lễ Đức Thế Tôn. Mà hiểu như vậy, để nó có động lực cho mình học, chứ không phải là mình tưởng mình đọc cho vui, không có đâu. Quý vị đọc, nếu quý vị hiểu một câu kinh hướng dẫn có thể làm cho người đắc đạo quả như thường, mà mình biết mình tiếp nào tu nháp và ra Đức Phật dùng cái giọng trí của Ngài quét hoài không đụng mình, bây giờ kiếp sau mà lỡ gặp Phật gì lạc cũng vậy thôi. Nếu mà kiếp này không chịu học, không chịu giao duyên đầy đủ, bởi vì Đức Phật tương lai cũng thuyết bao nhiêu điều Đức Phật này thuyết mà thôi, tại sao mình phải nguyện gặp Phật vị lai để mình học, mà trong khi ta có sẵn đây mà không học? Đó, cái quan trọng là nó có sẵn đây thì ráng học đi, chứ học được bao nhiêu hay nhiêu, mà càng nhiều càng tốt. Chúng ta nói rồi, học được bao nhiêu hay nhiêu, càng nhiều càng tốt. Bởi vì học được nhiêu hay nhiêu là tại vì mình dựa vào cái trí tuệ, nghĩa là dõm dõm của mình đó. Mình không dám ngoài cho nó nhiều, nhưng mà ít nhất cái trước mình học được bao nhiêu hay bao nhiêu. Chứ mình nếu mình không học đó, mình đi lang thang luân hồi 1 tỷ năm nữa để chờ ngày Phật, vì Phật tương lai ra đời 1 tỷ năm nữa, mà mình lang thang mà xui xẻo và lang thang 4 đường ác đạo, thì bao nhiêu cái hiểu biết của mình, bao nhiêu cái gì mình học nó đều bị lửa địa ngục nó đốt cháy hết, thì sẽ còn đâu, thấy không? Nếu mà còn lên mấy cung trời nhất còn gặp ấy chứ còn khó, rất là khó, thấy không? Cứ học đi. Nghe ta cứ cấm đầu ông cổ mỗi ngày quý vị. Chúng tôi khuyên trong room này, nhưng mà có lẽ là họ cũng quên mất rồi. Mỗi ngày chỉ học một câu kinh Pháp Cú thôi, không nhiều. Tức là mỗi ngày mình đảnh lễ chư Phật 1000 lần, tức là đọc một câu kinh Pháp Cú 1000 lần đó. Tức là đảnh lễ chư Phật 1000 lại đó. Cái ngày nào vậy thì bảo đảm, nếu mà quý vị cứ làm ngày nào cũng làm vậy mà 1000 lần rồi mà không nhớ được câu kinh Pháp Cú, nó không hiểu nghĩa, không đọc đúng dòng này thôi chứ. Mời cho ngài chủ rung ngài Trí Đức ngài tụng kinh Cụ Sĩ La Thâm Ma cho là vừa. Nam Mô Bích Thà Giá. Ra về người quý vị Sara
Lavana và Suna có đọc tiền kiếp của ngài mà đọc tới hiện kiếp hiện những ngày đó gặp đó. Thì trong các ngài á là rất là hạnh mà vua mà được ra nuôi cung chiều, nhưng mà số trăm chiều khổ sở. Nhưng mà khi bà số nam người mà trong chùa đèn ép và bắt bà, cho nên bà té rồi bị thương, mà trong lúc thương bà quán cái cảm thọ na quán cảm thọ thì bà đắc tứ quả. Kính thưa sư phụ, thì như thế nào định bị để mà hoặc là những kiếp sống sau thì có những cái trường hợp thí dụ như là bà Sô Ná là bị thương bị đó, rồi chúng ta cái hoàn cảnh đó mà qua những cái vipassana tâm pháp chứng được những cái quả đó nó mình phải làm như thế nào để áp dụng hay của mình những cái sự việc nó sẽ Phật pháp vào trong như hoàn cả được. Con thỉnh mời sư con được hiểu thưa sư phụ. Con thỉnh mời sư phụ trở đi ân chư vị cho lắm thân nghe. Nam mô Phật thầy giá kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, chuẩn bị như thế nào thì mình dựa vào cái quyển chú giải gọi là Vipassana Dipani. Thì cái gì mà hành để được cái tuệ thứ hai đó, tuệ thứ hai của thiền minh sát đó, tức là tuệ thế nhân duyên của thiền minh sát đó, thì theo chú giải, theo chú giải, nếu mà không bị cái nghiệp nặng gì mà chan vô đó thì bảo đảm kiếp sau gì đó chắc ở cõi người hoặc cõi trời chung giới chứ không có đi xuống. Thì bây giờ mình ráng học và mình hành nữa để được ít nhất phải được cái tuệ thứ hai đó. Và khi được cái tuệ thứ hai đó rồi thì bảo đảm được một kiếp, còn kiếp sau nữa thì không ai biết hết á. Bảo đảm được một kiếp thì ít nhất kiếp đó nếu mà mình có đầy đủ duyên nghiệp, mình gặp các bậc mà thánh vẫn còn ở cõi dục á. Nhưng mà xin thưa với quý vị đó, mình học trong kinh mình nói bậc Tu Đà Hoàn có thể ở lâu ở này, nhưng mà chúng tôi là cái sự suy nghĩ chúng tôi thì nó không có dựa vào cái đó, mà dựa vào cái sự mà khi mà họ thấy cái thế gian này là bẩn chật, là đau khổ, thấy cái ngũ quẩn này không bao giờ, ngoại trừ những cái người mà được liệt kê trong kinh điển là thích luân hồi thì mới ở 5-7 kiếp thôi, chứ còn họ thấy đó là họ sợ, là họ ráng họ cắn họ chạy, thành ra chưa chắc sau 5.000 năm rồi ở cõi trời này không biết còn được bao nhiêu bậc thánh. Nó thật sự thưa chứ quý vị đó, những bậc thánh mà anh biết thì quý vị lật trong bục lá bánh nhất tỳ, tức là nhân chế định đó, thì có liệt kê là ông vua trời đế tích là ba quý sát khả, rồi ngày mấy thêm mấy mấy vị và chư thiên phạm thiên nữa đó, là họ có cái chủng tử là thích luân hồi, họ nguyện mà nguyện vậy đó. Tức là ông vua trời đế thích thì bây giờ ông ở đó, ông là Tu Đà Hoàn, sau này ông sanh xuống dưới này không biết lúc nào thì không có rõ, thì ông đắc tam quả rồi ông sanh về cái cõi đầu tiên của ngũ tinh cư, tức là ở đó đúng 5 kiếp ở dưới này. Bây giờ cái kiếp hiện tại ở cung trời đợi kiếp kế nữa, ở thêm ở cung trời ở người làm chuyển lương thánh dương gì đó chúng tôi không có nhớ rõ, nhưng mà đại khái đó là đúng 7 kiếp. Còn bà quý sơ khả đó thì trong cứu giải của bà Bồ Tát Bạch Nhất Thị đó thì nói là kiếp này là bà đang ở cái cõi quá lạc thiên, rồi kiếp sau bà sanh lên cõi tha quá tự tại là đắc tâm quả đó, rồi sanh lên cõi đầu tiên của ấy cũng ở 7 kiếp vậy đó.
có tất cả khoảng 11 người. Quý vị nào không biết 11 cái vị đó tên gì mà ngon lành dám nguyện luân hồi mấy trăm ngàn đại kiếp vậy đó, thì trong Bục Lá Bánh Nhất Thị có đề cập tới ha. Còn cái ngày mà xuống tỉnh chúng tôi không có tài liệu để biết ngày đó còn hay không thì chúng tôi không biết. Thành ra bây giờ đó, cái quan trọng là mình phải học và hành. Hành mà nếu được hai cái tuệ giống như chú giải nói đó, gọi là thiểu tu đầu quần đó, chú lá sổ ta bành na đó, thì bảo đảm được một kiếp. Còn sau nữa thì không biết, ra mình có cái nhiều cơ hội. Còn kiếp này mà mình vẫn tiếp tục làm bộ tu như các kiếp trước thì rất là khó. Cái gì nên nhớ muốn đặt đắc sơ quả nhất cũng tu liên tục cả trăm ngàn đại kiếp, chứ không phải là một hai kiếp mà. Không phải một hai kiếp, một hai kiếp đâu. Thành ra đừng có nói là đốn ngộ hay tìm ngộ gì cả. Tạo bà là mật đầy đủ, chứ không có nói không đầy đủ bà là mật thì đừng có hy vọng. Nam mô Phật Thầy giá. Dạ, sa thú. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài đã trả lời câu hỏi của Đại Đức Nguyên Thông. Và chúng con cũng kính cảm ơn Đại Đức Nguyên Thông. Và cảm ơn Nguyên Trang. Và con thấy Ngài hay quá. Con không có nghe được Đại Đức Nguyên Thông nói gì hết trơn. Và con nghe nó cà giật mà nhỏ xíu à. Mà Ngài nghe, Ngài trả lời được. Rất là hoan hỷ. Và Nam Mô Bụt Tha giá. Con xin được cái câu hỏi nãy giờ đưa lâu rồi. Nhưng mà còn một câu hỏi nữa, và cho Nhật Quỳnh đọc câu này trước, rồi thì Nhật Quỳnh sẽ đọc tiếp á, của câu hỏi của La Vi Đê. Và nếu mà ở trong đạo tràng vị nào có làm thị giả cho Ngài được thì cho Nhật Quỳnh một tín hiệu để Nhật Quỳnh mời quý vị tiếp tục nha. Dạ, con xin đọc ạ. Sơ Phá Na Chí Tá. Kính thưa sư, làm thế nào để phân biệt được cái biết hiện tại là do tâm sở tưởng hay do tâm niệm? Nam Mô Bụt Tha giá. Dạ, Nhật Quỳnh đọc có sai thì xin quý vị sửa lại dùm. Con kính dâng mít đến Ngài. Nam Mô Bụt Tha. Nam Mô Bụt Tha giá. Kính bạch chư tôn hay giả, kính thưa chư quý vị. Mình biết nếu qua, bởi vì cái tưởng tưởng là nó biết qua có điều kiện, tức là biết qua cái kinh nghiệm có điều kiện. Còn cái tâm tưởng niệm là nó ghi nhận cái điều mà đang xảy ra. Thành ra mình phải, nếu mà mình theo dõi cái lộ trình tâm của mình, thì nhất là những cái vị mà hành thiền minh sát đó, sẽ lúc đó sẽ biết cái đó, niệm hãy bởi niệm trong thiền minh sát thường dễ nhận hơn là phải niệm khác. Tại sao? Tại vì niệm trong thiền minh sát thường nó đi ra ta bi sẩm bạch cha nô sa ti ma đó, tức là thường nó đi thông mấy đó và nó có đối tượng rõ ràng. Nó có đối tượng rõ ràng. Còn cái tưởng là nó không cần biết, và thấy cái gì vô là nó dựa vào cái kinh nghiệm hay là một cái dấu ấn nào trong quá khứ mà nó thấy đó, thì cái đó ấy thật sự ra tưởng nó cũng có thể thấy đối tượng chân đế, bởi vì nó phát sanh cùng lúc với tâm sở niệm với tâm sở ấy mà, chứ không, chứ đâu phải là không. Quý vị nên nhớ là tưởng hay cái bất cứ gì đó, tưởng thọ hành quẩn đấy, nghĩa là một cái tâm mà nó phát sanh, nó có tối thiểu nó cũng có bảy cái tâm sở đi theo, mà bảy nó có tưởng trong đó rồi. Thành ra nó, nếu mà nó biết qua cái điều kiện đó, thì cái đó là tưởng. Còn nếu mà biết mà không qua cái điều kiện nào đó thì cái đó mới là niệm. Mà niệm thường thường là đi theo một số cái tâm sở mà thuộc về hành quẩn mà trong cái thiền pháp nhiều hơn. Bởi vì tưởng thì nó có thể nó đi với thiền pháp cũng có, ác pháp cũng có, nhưng mà niệm thì luôn luôn nó đi với thiền pháp chứ nó không đi với ác pháp. Thành ra mình dựa vào một số cái điều kiện mà những cái tâm sở đi chung với nó đó để mình biết cái mình đang thấy là niệm hay là tưởng. Thế là niệm hay tưởng. Bởi vì tưởng giống như chúng tôi nói là nó có thể nó đi với ác pháp cũng có, đi với thiện pháp cũng có, nhưng mà niệm thì chỉ đi với thiện pháp không mà thôi. Mà muốn biết chắc chắn nó là tưởng hay niệm thì dầu rằng mình biết đó là thiện pháp, nhưng mà phải dựa vào một số cái điều kiện khác của những cái tâm sở khác đi theo nó. Cái gì nào rảnh rảnh lục trong cái quyển thực tinh pháp mà của
Tư gì ông chết rồi ông giết đó, ông sẽ đức tài đó. Thì coi cái khi cái niệm nó phát sanh nó có cái điều kiện cái nhân gần như thế nào đó. Thì quý vị thấy cái nhân gần đó thì quý vị biết cái đó nó là tưởng hay là niệm đó. Chứ không không nhận được cái nhân gần thì không biết được. Nam mô Bụt Thầy vậy. Dạ, con thấy sư phụ Panacitta đã tri ân ngài rồi. À, con xin hỏi ra tiếp một cái câu nữa. Dạ, con xin sám hối. Dạ, con xin đọc. Dạ, Nhật Quỳnh đọc cái nick này ha. Có sai thì nằm ơn chỉ giùm Nhật Quỳnh nha. Dạ, là vì đây. Thưa sư, có phải trước lúc Đức Phật thành đạo và sau 5.000 năm thì giáo pháp vẫn còn có các vị thánh đang sống ở các cõi trời dục giới và cõi phạm thiên? Nam mô Bích Tha Giá và con kính dân bích đến ngài ạ. Nam mô Bích Tha Giá, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị, chư pháp ở đây đó, vì nên hiểu pháp ở đây đó. Thì mình nói giáo pháp nó khác mà nói pháp nó khác. Với pháp lúc nào cũng có, giáo pháp lúc nào cũng có, nhưng mà nếu nói giáo pháp của Đức Hiền Phật hiện tại đó thì có bắt đầu từ cái lúc mà ngài thành đạo sau cái tại cái cầu Bồ Đề, sau cái trăng tròn tháng tư đó. Thì cái giáo pháp đó mới là giáo pháp của Đức Phật hiện tại. Mà Đức Phật hiện tại thì mỗi cái gì, cái giáo pháp nó dài ngắn khác nhau. Của Đức Phật này thì tính theo 5.000 năm, 5 năm bây giờ đó. Thì sau 5.000 năm dĩ nhiên là cái giáo pháp đó những cái nào gì thánh nào mà sống có lâu mà gì trên đó thì vẫn còn biết được cái đó. Bởi vì họ là bậc thánh thì họ biết. Nhưng mà không còn bao lâu thì không ai biết được. Bởi vì thí dụ như bây giờ vậy đi, sao Phật cái gì Phật tương lai đó, Maitreya đó, Maitreya là tiếng Sanskrit, còn tiếng Bali là Maitreya. Thì sau đó có thể nổ rồi, nó cả một hai cái kiếp sau đó trái đất không có Đức Phật thì cái giáo pháp đó nó các bậc thánh chắc cũng đi đoàn tụ hết, tại ra đâu còn đâu mà mình nói là các bậc thánh được. Còn là khi nào trong hiền kiếp giống như kiếp này nó có tới năm vị Phật á thì nó vẫn còn, không còn như thế này thì cũng còn cõi phạm thiên, nhưng mà tới giữa cái gì khác là nó có những cái kiếp gọi là kiếp trống đó, sườn gia tà cặp bạ đó, kiếp trống đó nha. Thì khi mà giữa kiếp trống về thì coi dầu có trái đất cũng không có giáo, cũng không có ai biết được giáo pháp Đức Phật, không ai biết đó. Cái giáo pháp Đức Phật là thường thường là người biết, chắc chắn biết cho đúng phải là bậc thánh. Biết nhiều ít là tùy theo cái sự chứng đắc của họ. Nhưng mà khi mà trái đất này nó bị diệt rồi đó thì đất khác là trong một kiếp hai kiếp trái đất vậy mà nó không có cái vị Phật nào xuất hiện thì là chắc chắn là các vị thánh đâu có sống lâu như vậy. Vị thánh đâu sống lâu, ngoại trừ vị thánh ở trong cái cõi mà tịnh cư gì ông sụm đó mấy ngoài trên đó là thôi, chứ mình phạm nhân đâu có vô đó gặp được mấy vị đó đâu. Còn những cái gì khác thì chắc cũng niết bàn hết rồi. Thứ nhất là như giống như chúng tôi nói đó, cái gì nào mà thấy được cái ngũ quẩn này hay là cái thế gian này là khổ vô thường, khổ nở vô ngã thì họ là họ chạy ra ở đó mà ngồi lại để nhìn hoặc là để mình thôi họ khổ hoài một thai á. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, con thấy là video đã con kính cảm ơn sư. Dạ, một lần nữa Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng. Dạ, mời quý vị có thể đưa những bàn tay lên và mời những câu chết chát. Hôm nay Nguyên Trang có làm thị giả cho ngài được không? Hay là
rất là bận bịu ở nhà bếp rồi. Chị Trần Đạo, chị Trần Đạo có câu hỏi không? Trần Đạo ơi, đây coi còn nhìn ai nữa. Nguyên Như đâu rồi? Nguyên Như, Nguyên Như tụng kinh xong rồi nè, lặng đâu mất tiêu rồi, em ru vậy Nguyên Như. Dạ cảm ơn câu hỏi của Khánh Dung. Như Nhật Bình đọc câu hỏi đã Khánh Dung rồi, Như hoặc mời Nguyên Trang hoặc Trần Đạo nha. Dạ, xin mời quý vị ạ. À, kính bạch ngài, thấy khi hồi hướng Phật tử thường hồi hướng đến chư thiên và đặc biệt là vua trời Đế Thích, ý nghĩa của việc này như thế nào? Kính xin ngài giảng dạy cho chúng con được rõ. Nam mô Bích Tha giá, con kính dâng bích đến ngài. Nam mô Tha giá, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Ông vua trời Đế Thích này là một bậc thánh mà ông cai quản cái cõi dục này, thành ra thường mình làm gì mình cũng phải nghĩ tới ổng, để ổng giúp cho những cái người mà có cơ hội tu hành rồi này kim sùm nó được dịp tu hành. Còn chư thiên là đa số chư thiên mình được hồi hướng là chư thiên hậu trì chánh pháp, mình hồi hướng để cho họ an vui, họ thêm được cái năng lực để họ có thể hậu trì giáo pháp Đức Phật cho đến đủ 5.000 năm. Đó là như vậy. Thường thường là những cái gì đó gần với mình thường thường thì mình cứ hồi hướng, nhưng mà thật sự ra đó mình muốn thỉnh chư thiên hay là mình muốn hồi hướng gì tới chư thiên mình ta nghe được á. Xin thưa chứ quý vị, cái gì đó cái giới thứ tư phải trong sạch ghê lắm, chứ mình hay nói giỡn nói trời nói chuyện nó không nào này kem sùm đó mình thỉnh không ai xuống, nhất là chư thiên hay là mình hồi hướng họ cũng đâu nghe. Thành ra thường đó mà bên mấy cái nước bên đó không phải ai cũng có thể thỉnh chư thiên được, đa số là thỉnh chư thiên là do người đời, nhưng mà khi họ thỉnh không được đó thì họ phải nhờ ông sư, mà ông sư thì đâu không phải ông nào cũng thỉnh được, chỉ có một số ông có thể thỉnh thôi, tại vì họ dựa vào cái giới hạnh của cái vị đó. Chứ mình mà không có giới hạnh, không có, nghĩa là hơi trục trặc chút á, thường thường mình có thỉnh chắc mấy ông chư thiên ông cũng không dám lại gần mình. Chư thiên họ cũng có ta tâm thông họ biết, thành ra thường thỉnh chư thiên á, thường đa số Việt Nam mình là để mấy ông sư thỉnh, chứ thật sự thỉnh chư thiên là thường là thấy chủ thỉnh, cái người mời mấy sư tới tụng kinh á thì mời tới là đầu tiên là xin thọ tam nguyện ngũ giới trước hay cho được trong sạch. Sau khi thọ nguyện ngũ giới xong rồi mới thỉnh chư thiên. Thọ cái gì mấy cái nước đó thì họ xin thọ tam nguyện ngũ giới trước hết á, rồi sau đó họ mới thỉnh chư thiên. Họ thỉnh chư thiên rồi thường thường đó chư thiên ta tới ta nghe pháp nghe gì đó thì mình phải cảm ơn họ bằng cách nào mà tôi có tôi chia cho quý vị. Quý vị có thì quý vị còn phước của quý vị nghe, quý vị có thì quý vị hậu trì giáo pháp cho đời giáo pháp được đứng vững. Còn chúng tôi cho phước mà thỉnh chư tăng tới, cái phước mà thỉnh chư tăng tụng kinh, cái phước mà dân cúng thực kia tăng đó, cái phần phước nào có chúng tôi xin chia phước đến quý vị để quý vị có nhiều năng lực trong việc mà bảo tồn giáo pháp của Đức Bổn Sư vậy đó. Nam mô Bổn Thầy giá. Dạ sa thủ à, chúng con thành kính tri ân ngài giảng dạy câu hỏi của Khánh Dung để chúng con hiểu hơn về việc thỉnh chư thiên. Dạ cảm ơn câu hỏi của Khánh Dung. Dạ con thấy Lửa Hà có câu hỏi, con coi phải câu hỏi không. Dạ đúng rồi, bạch ngài Liễu Tông, chữ này chữ gì đây, con ngu mơ hả? Dạ Nhật Quỳnh không biết đọc chữ này sao nữa à quý vị ơi, cảm ơn chắc thêm vài dấu cho Nhật Quỳnh đi. Ngủ hả? À con ngủ mơ. Dạ con ngủ mơ thấy vị mắt đỏ hả, cầm cái kiếm bay qua đầu con. À thấy vị mặt đỏ phải không luôn á Lửa Hà, cầm cái kiếm bay qua đầu con,
Thưa sư, vị mặt đỏ đó là ai? Dạ, Nam Mô Bích Thà Giá Nhật Quỳnh xin sám hối. Nhật Quỳnh đang đặt chữ không có dấu dở quá. Dạ, con kính dâng mít đến ngài. Nam Mô Bích Thà Giá. Nam Mô Bích Thà Giá. Kính bà Chê Tông nghe. Dạ, kính thưa cho quý vị, chúng tôi cũng chịu, tôi hỏi cái đó là chịu thôi. Tại cái giấc mơ của mình đó, giấc mơ của mình là có bốn cái nhân, nhân làm cho phát sinh giấc mơ. Thứ nhất, mơ do nghiệp. Thứ hai, do chư thiên. Do chư thiên. Thứ ba, do vật thực. Và thứ tư, do tâm của mình. Do nghiệp là những cái người mà làm nghiệp quá xấu và nghiệp quá tốt, nhiều khi cái nghiệp nó sắp cho quả thì người ta ngủ hay thấy. Thế đó là chắc chắn trúng trầm trầm mà điều mình không biết cái lúc nào mất mơ do nghiệp. Cái thứ hai, giấc mơ cho chư thiên là cũng vậy, mình hưởng phước báo chư thiên thường. Thì thường có chuyện gì xảy ra mình thì họ hay tới, họ báo mộng vậy đó. Nhưng mà nhiều khi đó, cái chư thiên tà kiến không được mình hồi hướng phước báo thì họ cũng tới họ thử mình như thường. Họ cũng tới họ thử mình như thường, họ giỡn mặt với mình đó. Thành ra cái chư thiên mà bà báo mộng thì nè, năm chục. Cái thứ ba, vật thực là mình ăn đồ nó không có được tươi hay ấy gì đó thì thường làm cho cơ thể nó quay quải, ngủ mình cũng nằm mơ, cái này thì không đúng luôn. Cái thứ tư là do tâm, khi nào mình ngủ nghĩ cái chuyện gì đó, hay là mình đi học cái thời gian chúng tôi hồi xưa chắc quý vị cũng vậy đó, học rồi sắp tới ngày thi cấm không có học, học tới ngủ vẫn mơ thấy mình học, thì cái đó là cái sự lặp lại của cái trạng thái tâm, chứ nó cũng không có gì mà đặc biệt. Thì chỉ còn có hai chuyện thôi là do nghiệp, thì cái đó mình cũng không biết. Thứ hai do chư thiên, thì cái này có thể do chư thiên, nhưng mà nói là chư thiên mắt đỏ thì chúng tôi cũng không biết cái việc đó là ai. Mình là cái chịu thôi, chỉ nói sơ về nghiệp có bốn cái nhân như vậy thôi. Thì về cái ngồi suy nghĩ lại, quán lại thử coi cái mình có điều với chư thiên không, để cho cái ông đó, hoặc là nếu mà ông điều với mình đó, thì mình nguyện là chư thiên nào cho tôi thấy vậy là xin cho chúng tôi biết vị đó là ai, thần hoàng thổ địa ở trong nhà có cần gì không, hay là gì đó, hay là muốn cho cái gì đó thì nguyện tới coi. Nếu mà gì đó có thật thì chắc chắn là họ sẽ báo mộng một lần nữa, còn nếu gì đó không có thật thì qua cho qua luôn. Chứ còn cái gì đó mắt đỏ thì chúng tôi không biết ai. Nam Mô Bích Thầy. Dạ, 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 kính tri ân ngài giải thích cho con hiểu. Quan Công, dạ, này Đức Nguyên Thông trả lời là Quan Công, phải không ngài sư? Dạ, sư có cần cầm mít không bạch sư? Dạ, sư cần cầm mít thì sư cho con tín hiệu, con dâng mít đến sư à. Con không thấy tín hiệu của... Dạ, vậy là chứ không cần cầm mít. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời quý vị. À, quý vị ơi, nhanh lên quý vị ơi, không còn được bao lâu nữa đâu. Trong đạo tràng này ngài Liệu Tông chỉ thảo luận tới 6:30 thôi nha quý vị, không có tới 7:00 như mọi khi đâu nha. Chỉ là ngài Liệu Tông là ngài giảng dạy chỉ tới 6:30 thôi, mà ngài còn phải rời râm sớm mấy phút nữa nha. Nên Nhật Quỳnh kính mong quý vị cho những câu hỏi chắc lên, hoặc cho những bàn tay. Nhật Quỳnh xin nhận mít ạ. Dạ, con chưa thấy câu hỏi. Dạ, ngài cho con hỏi một câu. Dạ, bạch ngài, thí dụ như một người cha, người mẹ hay một người sư phụ đó, dạy những đứa con hoặc là những đứa học trò mà nó cứng đầu á bạch ngài, khó dạy, những đứa mà nó quậy, nó phá, nó cứng đầu khó dạy á, thì những bậc này á đã dùng những cái hình phạt mà rất là nặng nề, giống con nhìn á, con thấy giống như khảo tù vậy đó,
Thí dụ lúc mà con còn bé đó, còn bé lắm, thì con thấy có một người mẹ đó mà đem con mình trói lại, rồi bỏ vô chỗ cái gốc ổi, mà cái gốc ổi đó là kiến vàng rất là nhiều, và để cho nó cắn. Lúc đó con còn nhỏ, con thấy tự nhiên con thấy cái bà đó con sợ, con thấy bà con sợ quá luôn nè. Rồi có khi ha, bà còn xách cái ấm nước sôi rồi bà chế vô người nữa, dạ, mà con không có dám lại gần, chỉ thấy vậy thôi, thấy nó lao quảng quảng vậy thôi. Còn bây giờ thì con cũng có nghe là thí dụ như dạy học trò đệ tử đi, mà nó quậy nó phá quá đi, nên là đem treo giò nó lên để giẫm đầu nó xuống để dạy nó. Bạch ngài, câu hỏi của con là nếu mình làm cha làm mẹ, mình làm cái bậc dạy dỗ cho những đứa trẻ như vậy, mà mình có những cái hành động như vậy, mình có tạo nghiệp ác không bạch ngài? Hay là tại vì tôi thương, tôi dạy cho nó nên người, và con kính mong ngài chỉ dạy cho con. Nam mô Bụt Thà dạ. Nam mô Bụt Thà dạ. Kính bạch chư tổ mẹ dạ, kính thưa chư quý vị, vẫn tạo ác như tịch. Mình thương nó là một chuyện, nhưng mà cái lúc mình có cái hành động đó là hành động đó do cái tác ý ác, chứ không thể nào nói tác ý thiện được đó. Không ai mà rễ tâm tự mà cầm dao lũi người, hoặc là cầm roi quánh người, cái chuyện đó không thể xảy ra. Mình đừng có nghĩ cái tâm mình mà nó phát sanh là nó chờ cho mình làm xong công việc rồi nó mới diệt. Trong một cái búng tay trăm thanh diệt 1.000 tỷ lần. Thành ra cái lúc mình thương khác, mà cái lúc mình hành hạ nó là khác. Tức là mình đang tạo nghiệp ác, chứ không thể nói là nghiệp thiện được đó. Nhưng mà mình hiểu á, con cái học rồi mình nói cha con hay cha mẹ với con, nó có 3 trường hợp. Trường hợp thứ nhất là con nó tới vì lý do là nó là chủ nhân của mình, tức là kiếp trước mình nợ nó. Kiếp trước là bạn bè nhau, thì kiếp này nó tới nó là bạn bè, mình coi nó như ấy đó. Còn nó nói mà kiếp trước mà nó là con nợ, nó sanh lại làm ấy thì nó là con nợ, con tới với tư cách con nợ. Thì con mình nó tới với thấy con nợ dễ biết lắm. Mình nói gì nó cũng nghe, mình rè mình đánh gì nó cũng có hiếu với mình hết á. Và con nó tới với tư cách con nợ để nó trả nợ. Con với tư cách bạn bè thì mình nói gì nhẹ nhẹ nó nghe, còn mình rè nó cũng bỏ đi như thường. Nhưng mà tới rồi mình rầy mình làm gì, mình có quánh nó cách mấy nó cũng không thèm nghe, biết là tới với tư cách chủ nhân. Thành ra cái đó cái cách hay nhất là mình tìm. Ví dụ trong trường nó đi học, mình vô trường mình nhờ trường, mình nói là con nó cứng đầu vậy, nhờ dạy giùm, thì lúc đó họ có biện pháp, hoặc là họ có những cái chuyên viên về những cái vụ đó để họ giúp đỡ mình, tức là họ có cách họ. Chứ còn mình đừng có giận quá là cái mình hạ thủ công phu cái kiểu đó đó. Thứ nhất là mình gieo người bán, thứ hai là mình tạo quan trái đứa con. Kiếp này nó tới rồi nó là chủ, nó là chép mình rồi, mình còn tạo quan trái với nó thì kiếp sau nó giật mình, gặp nó là nó giật mình te tua. Nên là cố gắng đừng có để những cái đó nó phát sanh, mình phải nhờ người khác chứ không có gì đó. Dù đó trong trường đó con nó cứng đầu vậy đó, xin vậy nào cho tiêu tơ dạy cho nó để kiêm sụp thì cho nó biết. Cái thường thường cái cách dạy của mình, cái dạy của người Á Châu mình thường thường mà dạy theo cái cách mà chủ nhân. Con nó sai thì cứ quánh, họ không biết hỏi nó làm tại sao thì kia không có hỏi. Thành ra nó rất là nguy hiểm. Đứa nhỏ nào mà lỡ nó cộng nghiệp xấu với mình, nó cứng đầu, nó cứng đầu thêm chứ không có gì đó. Thành ra những trường hợp đó mình phải ngồi, nghĩa là mình bắt nó làm cái này, không cho làm này làm kia không có được đâu. Nhưng mình nói để cho nó hiểu nhân quả là làm cái việc gì nên làm, để tốt rồi không làm gì. Thí dụ như bây giờ mình nó ngủ giới rồi, Đức Phật không có cấm mình ha. Quý vị này nhớ chứ, nó đừng bây giờ nói Đức Phật cấm mình sát sanh, cấm mình tài dâm, nó không có, Đức Phật không có cấm. Lý do Đức Phật không cấm là tại vì ngài đâu phải cấm công an, cảnh sát hay là chính phủ gì đâu về cấm mình. Nhưng mà ngài nói sự lợi hại, cái người mà họ gieo cái đó đủ năm chi thì tiếp sau sẽ làm gì, sổ thở như thế nào này kia ông chồng đó. Thành ra ngài chỉ dạy mình là
nên tránh xa ha. Cái cầu đó sẽ cái cầu ba na tỳ ba ta quê đó mani sẽ khả ba đằng sa ma thi ra mấy. Con nên học cái điều này là cố gắng tránh xa cái việc làm đó, cái ngày đâu có cấm. Mình cứ nói ngày cấm mình sát sanh, cái đó nói cái đó là không có đúng, điều không có cấm nữa rồi. Chỉ nói cho mình một số cái điều kiện về cái đó là khuyên mình nên tránh xa mà thôi đó. Thì ngược lại mình cũng dạy con cái mà mình nên dạy kiểu đó, để làm coi nào để con cái nó tránh xa những cái điều đó ra, không nên làm. Mình nói nó nghe, mình nhờ cái người khác nói, ví dụ nó đi học hay nhờ trường trường để có những cái gì mà họ có cái khả năng đó thì họ giúp mình nè. Chứ đừng bao giờ mà mình nặng lời hay là to tiếng hay là nặng tay nó, cái chuyện đó là lỗ vốn thôi chứ không có lời vốn thế nào đó. Bởi vì nó khi cái đầu óc nó mà nó quan trái với mình rồi đó, sau này có chuyện đó. Thấy bây giờ đó cái mà ngủ nghịch đại tội mà giết cha với mẹ nó nhiều ở Mỹ lắm, như vậy thấy không, đang đăng báo hoài. Thành ra cái đó là không có nên, không có nên, phải tìm cách nhẹ nhàng. Cái thứ hai đó, người Á Châu mình dạy con thường dạy một chiều, thì khi dạy một chiều đó, mình không có nghĩ tới cái khác. Mùa lạnh mình dẫn con đi mua áo, mua quần đồ này kia để cho nó ấm. Nhưng mà nếu mình biết cách dạy hai chiều đó, thì sau khi mua áo cái quần cho con rồi, mua thêm áo quần cho ông nội bà nội hay ông ngoại bà ngoại nó, biểu nó đem rồi đem về, biểu nó đem tới dân chồng nội ông nội bà ngoại ngoại, rồi sau này nó học được cái bài học đó, khi nào nó đi mua cho con nó, tức là cháu nội cháu ngoại mình đó, nó cũng nghĩ tới mình, nó cũng mua cho mình như vậy đó, tức là nó có chiều ngược. Chứ còn nếu mà mình cứ dạy nó chiều xuôi, ở trên lo dưới, còn cái phía sau lưng mình cãi nó, thì mai mốt rồi nó đi mua thì nó cũng mua cho con nó, cái mình chửi nó đồ bất hiếu, mình dạy nó bất hiếu thì làm sao nó có hiếu được, thì thấy không, nó phải biết cách dạy nó. chứ đừng có nó tới cái tuổi nào nó cũng có sự nhận xét, phải biết cách dạy nó, dạy cho đúng thì mình khỏi phải lo mấy chuyện khác. Còn mình dạy nó đúng là mình ngồi mình tức nó, mình nuôi nó cho đã, nó sẽ lo nuôi cháu, nó không lo mình rồi này kia, xong tại vì mình dạy nó vậy mà, thấy không đó. Thành ra khi nào làm thế nào gieo trong đầu óc đứa nhỏ đó, mình lo cho nó, nhưng mà ít nhất nó cũng biết là mình đang lo cho ông nội bà nội ngoại bà ngoại nữa. Thì sau này nó dạy con cháu nó cũng dạy kiểu đó. Chơi quay về theo mình đi từ trên xuống dưới, mình đi có một chiều, nước chảy từ trên cao xuống này, rồi mình đừng rầy nó, tại vì mình dạy cho nó vậy đó. Thì ngược lại cũng vậy, cái trường hợp này cũng vậy, trong những trường hợp đó không nên đánh, không nên làm gì nhiều với nó đó, mà đều nhờ cái người khác có thể giúp được nó phần nào thì nó nhẹ bớt lại. Nam mô Bích Thầy ạ. Con thành kính đảnh lễ tri ân ngài đang giải câu hỏi của con. Dạ, Nhật Quỳnh thấy có Nguyên Trang nè, có nhiều vị ủng hộ cái lời giảng giải của ngài. Nguyên Trang ơi, có câu hỏi không? Có câu hỏi cầm mic hỏi thì Nguyên Trang. Nguyên Trang đâu rồi? Nguyên Trang, Nguyên Như, Xích Trần Đạo. Dạ, kính mời đạo tràng ạ. À. Không có hả? Không có câu hỏi gì hết à? Bữa nay vô ngồi nghe không ạ? Không ai hỏi còn hỏi nữa. Chứ con không để mất thời gian. Qua, wow, cảm ơn Khánh Dung. Dạ, con xin đọc câu hỏi của Khánh Dung. Kính mạch ngài, kính ngài giảng dạy làm sao để chúng con tu tập tâm xả Upeksha trong cuộc sống hàng ngày. Nam mô Bích Tha giá, dạ, và dạ, con kính dân mít đến ngài. Nam mô Bích Tha giá, dạ, kính bạch chư tôn hiền giả, dạ, kính thưa chư quý vị. Thật ra đó, cái tâm xả này đó, nếu mà nói về đời thường nó khó tập, tại vì lý do đó mình có hiểu lầm trong kinh điển dạy. Thí dụ như coi bài trong bài kinh mà tứ vô lương tâm, nó phải tập tâm tư, tâm bi, tâm mỹ trước rồi mới tới tâm xả sau. Chứ còn bây giờ mình muốn xả thì những cái người nào mà nguyện Bồ Tát để hành cái pháp xả ba la mật ấy, thì họ cũng phải hành ba cái pháp kia trước. Chứ không phải không có vô xả được.
Mình hay hiểu lầm cái xã này đó với cái thọ xã. Mình đi ra đường mình thấy một cái tai nạn, mình tỉnh bơ, mình nói tôi vô rung gì nè, năm truyền tôi học được cái pháp tôi xả rồi. Rồi tôi thấy đó, tôi tỉnh bơ. Cái đó làm sự hiểu lầm rất là tai hại. Cái xả của mình đó, đó là vô minh. Tại sao? Bởi vì cái người bị nạn đó, người bị sợ đồng đó, nó không có liên quan tới mình đó đó. Đó là người dân. Nhưng mà nếu người bị sẽ đụng là anh mình, em mình, vợ mình, chồng mình, ba mình, bố mình, tôi coi mình nhảy giống như đĩa mất vôi không? Thấy không? Thành ra có những cái mình hiểu lầm, mình tâm xã mình dễ tập, không phải cái loại xã này nó rất là khó tập. Mà muốn tập xã thì mình tập thương trước đi rồi mình buông này nó xã. Chứ mình chưa thương mà mình đòi buông liền cái đó thì không phải. Mình phải tập thương trước, thương trước. Rồi thương tới cái mức nào đó rồi đó, rồi mình mới tập theo cái kia. Mà về phương diện thiền định nó là phải muốn muốn hành cái xả vô lượng tâm đó, phải đắc tới tứ thiền à, rồi hành cái thiền thứ năm nó mới là xả vô lượng tâm. Tức là cái năng lực nó của cái tâm nó phải mạnh ghê lắm mới tập được cái đó. À. Còn những cái gì mà ta tập cái tâm cái xả ba la mật đó, như Bồ Tát đó, tại ta qua nhiều đời nhiều kiếp rồi. Qua nhiều đời nhiều kiếp ta hành cái pháp đó, thành ra người ta mới có thể là như là không có phản ứng đối với người chửi mình, hoặc không có phản ứng đối với những người mà ta khen mình. Cái đó là do cái tiền nghiệp trong nhiều đời nhiều kiếp mà họ hành cái pháp đó. Còn mình chưa bao giờ hành thì nên tập thương trước đi, rồi từ từ bớt thương sau. Chưa thương và muốn không thương coi như người dân thì không được đâu, phải tập từ từ. Nam mô Bụt Thầy á. Nam mô Bụt Thầy giá và Khánh Dung đã xa thú và kính tri ân ngài rồi. Và Nam mô Bụt Thầy giá Nhục Bình kính mời quý vị. Mời bằng tay, mời những câu chích chát à. Nhanh nhanh dùng quý vị ơi, để hết giờ quý vị ơi. Thời gian rất là quý báu. Dạ, con xin được hỏi tiếp. Nhân cái câu hỏi của Khánh Dung và bạch ngài, nếu mà một người mà tu tập tâm xã, ví dụ như vô đạo tràng này đi bạch ngài, mà mình bị người ta chỉ trích mình ha, nói này nói kia nói nọ và đại khái vậy, rồi là mình có tâm sân lên, nhưng mà khi mà có một ai đó khuyên thôi bỏ qua đi cái người này, tại họ vô minh, tội nghiệp cho họ đi, đừng có nghĩ tới những cái lời nói của họ, thì mình bỏ qua. Như vậy là có phải là mình đang tu tập tâm xã không bạch ngài? Ngài chỉ dạy giùm cho con ạ. Nam mô Bụt Thầy giá. Ồ thôi con để các câu hỏi con lại bạch ngài, con thấy câu hỏi của Khánh Dung rồi. Dạ. Con thường hay nghe làm phước rồi có người giúp lại mình. Thưa ngài, có ý đó được gì khi mình làm phước? Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ con kính nhân bích đến ngài. Nam mô Bụt Thầy giá, kính bạch cha tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Khi mà làm phước là mình tạo cái phước cái loại nào? Mình hãy giúp đỡ người ta cũng là phước, bởi vì phước nó có 10 phương pháp đó. Thì khi mình gieo cái nhân như đó thì cái lúc mình gặp cái chúng sanh đồng nghiệp với mình thì họ làm cái đó ngược lại với mình chứ có ai đâu. Đấy. Còn mình làm phước mình được cái gì là tùy theo cái lời nguyện của mình. Ví dụ giờ mình bố thí rồi, nguyện do pháp bố thí này để chấm dứt những cái pháp tham lam, pháp bỏng sẻn gì đó. Đấy. Thì nó được cái đó. Còn mình hay sân hận mình làm phước mình cũng có thể nguyện được chứ không gì đó, để cho nó bớt cái đó. Với sân là có sân tật lận hối đó, mình làm gì mình cũng bỏ nghe bằng cái gì sang tham rồi này kiêm sụm này, hay là hối hận này kiêm sụm, thì mình khi mình làm phước thì mình nguyện để cho các phiền não của mình đó,
nhẹ bớt hoặc là nó vơi đi đó, thì những cái gì liên quan tới cái đó nó sẽ bớt, nó bớt, nó bớt, bởi vì nhờ vào cái thiện nghiệp của mình làm á, thì cái phước, cái việc thiện mà mình làm đó, nó có thể nó cho quả trong kiếp này, cho quả trong kiếp sau, và cho quả trong kiếp sau sau nữa. Mà thường nó cho quả trong kiếp này đó, mình nghĩa là khó biết lắm. Nhiều khi nó là cái quả của cái nhân nào trong quá khứ, nhưng mà nó được cái sự hỗ trợ của cái nhân đồng kiếp này, phải không? Thành là khi mình làm phước đó, mình nhớ làm phước thế nào để cái có cái tâm thiện mà không có ngã chấp á, thì cái phước đó mới có nhiều cái, nó mới có nhiều cái năng lực. Mà cái năng lực đó đó là nó theo một số điều kiện để khi nó cho quả, nó theo một số điều kiện khi nó cho quả. Thường thường mình hay giúp đỡ người thì lúc trước sau thì cũng gặp người ta thích giúp đỡ là mình, hoặc là thường thường mình làm phước để cái điều kiện để cho mình bớt cái sự tham lam rồi này kia sùm đó, thiện mấy. Nhưng mà khi mình làm phước, mình mong được phước, cái đó là trật rồi ha. Tại vì sao? Tại vì mình làm phước nó có hai cách, tức là sự cho ra của mình nó có hai cách, cho ra kiểu thả chim hoặc kiểu thả diều. Thả chim tức là mình buông nó bay đầu kệ nó. Thành ra quý vị đi mấy cái nước theo Phật giáo truyền thống đó, tại sau khi làm phước rồi cái họ cho chế nước đó, chế nước vô tay đó ha. Cái chế nước vô tay với cái ý nghĩa đó là phước mà tôi đã làm đây cũng giống như nước nó vô tay tôi, nó chảy xuống nhưng nó không chảy ngược lại tôi, nghĩa là tôi không muốn gì hay là muốn được cái gì từ cái việc làm này, mà tôi chỉ tạo điều kiện để cho các ác pháp trong tâm trong người tôi đó nó lần lần nó mất năng lực, hay là được lần lần bị tiêu diệt bởi cái phước tôi làm, giống như nước mà chúng tôi rót vô tay để rồi nó đi xuống nhưng không có đi ngược lại. Thành ra cái chuyện mà ấy nước là vậy đó ha. Thành ra khi mà làm phước đó, thì cũng làm nên theo kiểu đó. Còn nếu mà mình làm phước mà mình muốn có này kia đó thì dễ biết lắm. Thường mình đói đó, mình thấy ăn mài mới cho để kiếp sau tôi được, tôi không bị đói. Cái phước đó rất là thấp, phước khẩu lậu rất là thấp. Nhiều khi không được là tại sao? Tại vì cái tác ý khi cho và cái tác ý sau khi cho của nó đó, tác ý sau khi cho có thể là ác pháp ha, ác pháp tại sự mong muốn. Hoặc là mình vô chùa nhiều khi mình làm phước, mình cũng làm phước với những cái mà cái tác ý nó không có trong sạch, không có trong sạch. Ví dụ mình vô mình thấy người hôm qua nó chê mình này cái nọ ông sụp đó, nó chê mình không biết làm phước này cái ông sụp, bữa nay mình làm phước để cho nó thấy biết ta biết làm phước, tức là làm phước chứ cái tác ý là muốn dạy cho người đó bài học, tức là cái tâm đó gọi là tâm ngã mạn đó, không nghĩa là làm phước để hơn người đó, thì những cái đó là nó không có tốt. Nhiều khi đó trong lúc mà tích tắc nó có thể nó có cái là thiện pháp, nhưng mà sau đó nó là ác pháp. Thành ra cái phước nào mà mình làm á, tác ý ba thời hay bốn thời đó mà nó trong sạch thì cái đó gọi là nghĩa là ung cạch thà, tức là nghĩa là số một. Còn một trong ba cái thời hoặc một trong bốn cái thời mà nó là ác pháp rồi đó thì cái phước nó mất năng lực rất là nhiều, mất lực. Ví dụ như trước khi làm, trong khi làm, sau khi làm mình tiếc hay là cái gì đó, hay là mình nghe cái điều gì đó cái tự nhiên đó mình ấy, mình vô mình dâng cho ông sư cái gì đó, ra ngoài nghe ta nói ôi cái ông sư mà hồi nãy ông đó ông làm phước tại ông ấy đi chùa ông không biết chứ ông sư đó ông không ra gì đó. Và cái là mình ghim cái ông sư đó, tâm mình phải dè đừng làm phước chứ ông làm phước này kia ông xong. Thành ra cái kiểu làm phước đó, là mình không có mong được gì đó, không phải là mình không mong, nhưng không mong là vậy nè, là cái kia khi mình cho ra đó nên chấm dứt cái lúc mà cho ra rồi. Ví dụ như mình tới đó mình dâng cho ông sư cái gì đó, hay là mình cho ai cái gì đó, khi mà người ta thọ ta người ta lấy là mình kể xong rồi, chứ mình đừng có mong cái gì đó, mong với ổng nhận được, ổng có xài không, hay là ổng lấy này về ổng cho ai rồi này kia, cái chuyện đó là chuyện của ổng. Cái phước mình tới đó là mình chấm dứt chỗ đó, mình vừa chấm dứt xong rồi mình nguyện liền, nguyện với cái phước này là xin hãy là mỗi dân lành để chấm dứt các áo pháp ngủ ngầm lên tâm chúng tôi,
ví dụ vậy đó, thì cái phước nó mới tròn vẹn, nó mới đầy đủ. Chứ gần khi mình cho rồi cái mình nghĩ không biết có xài không, lâu lâu vô chùa rình rình dòm nó có xài không, làm cho ông sư cái tọa cũ mà còn thiêu lên thí chủ công thằng tôn nữ thì chi chi, ông sư làm sao không dám ngồi. Mình vô chùa mình thấy không ngồi chứ, dân sư tọa cũ sư không ngồi, chơi sư trả lại con này, con dân người khác, thấy không đó. Thành ra mình làm phước, mình còn muốn ta biết mình làm phước, mình để cái dấu ấn là làm gì đó. Thành ra đó là những cái là, chứ không phải là làm phước là không nhớ không gì hết á. Mình không nhớ là biết lúc nào mình nên chấm dứt, rồi chấm dứt để mình nguyện cho nó tiếp tục cái phước mình đang làm, phước mình đang làm. Trước khi làm, trong khi làm, trong khi làm tới đó dứt, là sau đó là sau khi làm là cái phước là mình nguyện cái vừa rồi đó. Rồi sau khi làm thời gian lâu là sao? Là mình nghĩ tới cái phước mình bố thí đó, đó. Thì cái đó gọi là niệm thí. Thành ra cái tác ý bốn thời là vậy, trước khi làm, trong làm, sau làm, là sau khi làm thời gian lâu, tức là mình niệm lại cái, quan sát lại cái phước mình cho ra phước bố thí đó, gọi là niệm thí. Thành ra cái việc mình cho đó, có thể là nó không có nhiều. Nhưng mà cái tác ý mà bốn thời đó, thí dụ như bây giờ mình nói là tác ý bốn thời đó, nó hàng ngàn tỷ lộ trình tâm, nó dẫn cho quả nhiều hơn là mình cho một cái gì mà đồ sộ mà mình về mình không nghĩ, mình về mình không biết làm gì thêm nó cái đó đó. Mà không còn nhiều khi còn nghĩ không biết mình cho cái này không có xài không nữa đó, thấy không? Thành ra tại sao mình làm để cho nó có những cái mà mình gọi là xỉu nó bạch chày giá đó, là trùng dụng duyên đó, tức là một cái việc nhỏ mình nhưng mình lặp đi lặp lại bằng cái thiện pháp thì cái việc đó nó thành việc lớn liền đó. Thành ra bố thí là như vậy đó, chứ đừng có nghĩ là mình mong được cái này mong người, không nên, không nên. Bởi vì khi mình mong vậy đó, cái tâm xấu mình nó vô liền. Thành ra mình làm sao tới đó là nó trong sạch là trong sạch đó, còn cái chuyện ổng xài như thế nào kệ ổng. Ví dụ có nhiều người nói là ông sư không được giữ tiền, mình đừng dâng tiền ổng, cái đó là nghĩ sai lầm. Ông sư ổng biết cách nhận thì mình có phước, ổng cũng có phước, cái việc cho ra là mình có phước rồi. Còn ông sư ổng biết cách nhận thì cái phước đó của ổng là double, mà ổng không biết cách nhận thì cái đó chuyện của ổng. Chứ mình đừng có nghĩ chi xa xa vậy, thấy không? Nghĩ gì xa là mình mất cơ hội để làm phước chứ có ai đâu, chuyện rất bình thường, thấy không? Nam mô Phật thầy á. Dạ, sa thú, con thấy lửa hạ. Đã thưa vâng, con kính tri ân ngài giảng pháp. Con kính ngài ba bái. Dạ, nam mô Phật thầy giá. Dạ, cảm ơn câu hỏi của lửa hạ. Kính mời đạo tràng ạ. Dạ, sa thú, kính cảm ơn Khánh Dung. Kính bạch ngài, một người âm thầm lặng lẽ tu tập như vậy, người đó có ảnh hưởng đến thế giới xung quanh không thưa ngài? Nam mô Bích Tha Giá và con kính nhân Bích Đến Ngài. Nam mô Bích Tha Giá, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Như trong kinh Phật Cú có câu mà chúng tôi nhớ câu nào thì hôm mai chiều quý vị gặp ngài Trấn Lão Chủ Trung hỏi thì bậc A La Hán sống nơi nào thì cả nơi đó là có nhiều cái quý vị nên nhớ. Cái gì mà tu tập đàng hoàng đó, ở cái đó đó không phải là chỉ có cái gì đó không đó, chư thiên ở vùng đó anh ta cũng quan nghĩ, anh ta ủng hộ ha. Rồi những cái người nào mà có dịp mà để bát cho ngài đó thì sẽ thấy những cái lợi ích mà mình không thể tưởng tượng được. Thành ra cái người mà tu hành đàng hoàng không cần nói cho ai biết ở nơi nào thì nơi đó rất là nghĩa là được nhiều cái lợi lộc, được nhiều lợi lộc. Bởi vậy thí dụ như những y sư mà ta sống trong rừng cũng vậy, chúng tôi cũng có thời gian sống trong rừng, đâu có thật sự đâu có giúp gì ai đâu, nhưng mà giúp có nhiều. Tại vì mỗi sáng từ trên trong rừng đi bác đi trị bình đi ra tới ngoài cái nơi mà xin cơm mới có gì, nhiều khi đi tiếng mấy tiếng, 45 phút á, mặt trời mọc đi, mặt trời mọc thường ở trong rừng thường mặt trời mọc á, tức là mình đưa cái
cái tay mình thấy chỉ tay đó, Đức Phật mới bắt đầu cho đi bát trong luật. Đi xuống tới đó cái mình xin được mở cái mình đi về. Về tới chùa khoảng 10 rưỡi, nghỉ 15 phút. Rồi cái 10 giờ 45 ngồi nhai cho tới 11 giờ rưỡi hoặc 11 giờ 45 nó mới xong. Thì thường mấy ông sư ở trong rừng không có giờ thì làm đó, ông ăn phải có niệm, ăn vừa niệm vậy đó. Đó, nó lâu. Mà quý vị thấy nhiều khi họ không biết ông sư lại đó, không biết ông sư lại đó. Chúng tôi ở thời gian đó chúng tôi về, cái trong làng nó có người mà không biết họ xuống phố như thế nào đó. Họ đi họ gặp họ nhớ. Nó trời ơi, lâu quá sao không gặp ngài, còn không biết ngài có chuyện gì không, này kia ông chồng. Tôi không thấy, tôi nói không, tôi trong thời gian không học thì chúng tôi hay lên rừng chúng ở 2 tháng vậy đó. Còn khi nào học thì phải lo đi học đó. Thành ra khi nào mình làm như đó, người ta để bác cho mình, người ta an vui, người ta có cái sự kính trọng vậy, tức là cái tâm họ là thiện pháp. Thấy không? Tức là mình, cái thiện pháp của họ đó, nó giúp cho họ chứ không phải mình giúp, nhưng mình chỉ là phương tiện mà thôi. Thành ra cái người lặng lẽ tu tập đàng hoàng đó, là tạo cho người khác cái phương tiện để họ làm được thiện pháp. Mà khi họ làm được thiện pháp đó thì cái đời sống họ có, nó có nhiều cái chuyện mà làm cho họ hoan hỷ bởi vì cái thiện pháp đó. Thành ra không phải là mình phải chùa lớn chùa to đâu, không có đâu quý vị. Từ thời Đức Phật tới giờ không chuyện chùa lớn chùa to vậy đó. Cái gì để mấy ông sư hồi xưa cho tới mấy ông sư sau này, quý vị có dịp mà đi qua mấy cái nước mà theo giáo thống mà đi ra ngoài chứ đừng ở trong thành phố. Ông sư rất đơn giản, chỉ có cái bình bát thôi, ba bộ y bình bát vậy mà sống rất an nhàn, mà không có ít có bệnh hoạn nữa. Nhưng mà khi về thành phố vậy bữa thì không bệnh này bệnh kia, tại vì thành phố thì đồ ăn nó đầy đủ hơn, còn ở ngoài rừng nhiều khi bữa đói bữa no quý vị. Vậy vậy là đi ở rừng ăn cha, ông sư nào có phước dễ biết lắm, mưa cách mấy cũng có người đứng chờ để bác. Còn cái ông mà ít phước đó, nhiều khi nó mưa là nó dẹp, mình đi tới là nó dẹp mất rồi. Nhiều khi đi từ bình cả buổi được con gói mì thôi. Về đổ nước lạnh vô, chứ ở ngoài rừng làm gì có nước nóng, đổ nước lạnh vô ăn mì vậy đó. Là đi khắc thực là phải biết người có phước hay không có phước, ít phước chứ trước mình ít vô thì đi trị bệnh bữa đói bữa no. Còn cái người nhiều phước thì đi trị bệnh có xa cái mấy vẫn có người lái xe chạy theo để bỏ bát. Còn mình đã đi nhiều khi người ta không thèm ngó đó. Thành ra tu hành mà tu nó đúng có được phước báo thì nó đỡ nhiều chuyện lắm. Khi ở rừng mấy tao mới biết, chứ còn ở ngoài không biết đâu. Nam mô Bích Thầy ạ. Dạ, sa thú, con đã thấy Khánh Dung, con kính tri ân ngài rồi. Dạ, Nam Mô Bích Thầy, dạ, đồng hồ Nhật Quỳnh chỉ còn hơn 10 phút nữa thôi quý vị ơi. Quý vị nào có câu hỏi thì đưa lên liền đi, hoặc không có đưa mà câu hỏi thì đưa bàn tay. Dạ, Nam Mô Bích Thầy, dạ, kính mời đạo tràng ạ. Dạ, đưa bàn tay cũng được, đưa câu hỏi cũng được, chỉ còn có mười mấy phút nữa thôi quý vị. Dạ, con không có thấy câu hỏi, con hỏi tiếp. Dạ, bạch ngài, ngài giảng cho con. Ồ, thấy chữ niệm từ hỏi rồi. Niệm từ ơi, niệm từ có thể cầm mic không? Niệm từ xin niệm từ có thể cầm mic không, hay là Nhật Quỳnh đọc giùm? Dạ, sao cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu đi, niệm từ ơi. Nam Mô Bích Thầy, dạ, niệm từ cho Nhật Quỳnh biết tín hiệu đi. Đưa tay không thì Nhật Quỳnh nhường mic nha. Dạ, con xin kính đọc cái câu hỏi của Sức Niệm Từ ạ. Kính thưa ngài, giảng niệm thân
niệm tâm và niệm thọ, kính mong ngài dạy cho chúng con ạ. Nam mô Bụt Thầy giá và con kính dâng bích đến ngài. Nam mô Bụt Thầy giá, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư vị, chờ hết giờ mà hỏi cái câu hỏi ông có thể trả lời cả tháng chưa xong. Vì biết cái kinh tế niệm xứ này muốn hành được là phải pháp học phải vững mới lắm, còn pháp học không vững thì rất là khó khăn. Ngồi niệm thân nữa không là cũng bởi như chuyện à, niệm thọ cũng vậy. Thành ra chịu khó về là cái bài kinh đại niệm xứ ra đọc sơ đi, rồi coi chỗ nào không hiểu từng sao hỏi về cho chúng tôi giúp cho, chứ còn hỏi câu này chúng tôi không biết được đâu mà trả lời, tại vì nó cả một cái quy trình rất là xưa xa. Hồi xưa chúng tôi học á, cái bài kinh tứ niệm xứ đó, nghe là có cái vị đó mà dạy mà mỗi một cái một tuần là 3 tiếng á, 50 mấy tuần luôn á. Cái thứ hai nữa đó, muốn hiểu được bài kinh tứ niệm xứ đó đó, quý vị vô trong tương ưng, kinh tương ưng quý vị tính là tương ưng niệm xứ. Trong tương ưng niệm xứ nó có 51 cái bài kinh, nghĩa là rất là chi tiết, chặt chẽ, chi tiết liên quan tới bài kinh tứ niệm xứ. 51 cái bài kinh, nghĩa là nó cái bài kinh đại niệm xứ và bài kinh tứ niệm xứ trong Trung Bộ kinh đó thì họ nghĩa là ngài thuyết tổng quát, ngài thuyết cho tất cả mọi người đủ mọi loại. Nhưng trong tương ưng niệm xứ đó thì 51 bài kinh là thuyết cho những người riêng rẽ. Thành ra người nào không hiểu được cái bài kinh tứ niệm xứ hoặc là kinh đại niệm xứ trong Trường Bộ kinh đó thì học cho 51 cái bài kinh đó thì sẽ được rất nhiều cái lời lạc, rất nhiều lời lạc. Tại sao mình nói quán nhìn hơi thở mà có thể quán thọ được, thì rồi đại khái nó có rất nhiều chuyện trong đó. Quý vị về chịu khó lật đọc nó đi, còn không thì đọc bài kinh đại niệm xứ hoặc tứ niệm xứ. Đại niệm xứ trong Trường Bộ kinh, mà tứ niệm xứ thì nghe trong Trung Bộ kinh. Rồi cái chỗ nào thắc mắc hay sao này hỏi một câu rồi chứ còn nếu hỏi kiểu này thì nó ngọt thôi. Nam mô Bụt Thầy giá. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ niệm từ ơi, dạ con thấy niệm từ đã tri ân ngài rồi. Dạ niệm từ về đọc lại như ngài nói ha, rồi tuần sau tiếp tục hỏi ha niệm từ ha. Dạ Nam mô Bụt Thầy giá. Nhục Quỳnh kính mời quý vị, kính mời quý vị đưa những bàn tay, đưa những câu hỏi lên nè, không còn được bao lâu đâu quý vị, mấy phút nữa thôi. Dạ theo đồng hồ Nhục Quỳnh còn 12 phút, nhưng mà Nhục Quỳnh nghĩ là ngài chỉ thảo luận mấy phút nữa thôi. Dạ dạ kính mời đạo tràng ạ. Dạ bạch ngài trong khi chờ đợi. Dạ làm sao vì Lửa Hạ nói Nhục Quỳnh chưa hiểu à? Có câu hỏi. Dạ đây có Nhục Quỳnh kéo xuống có câu hỏi. Dạ cảm ơn. Dạ Nhục Quỳnh không thấy. Dạ Nhục Quỳnh xin sám hối với đạo tràng. Dạ Nhục Quỳnh kéo xuống thấy rồi. Dạ còn có thấy câu hỏi của Lửa Hạ mà lúc nãy con không có nhìn thấy rõ. Cảm ơn Lửa Hạ nhắc nhở. Dạ thiên thượng thiên hạ như ngã độc tôn có phải là lời Phật nói ra không? Thưa ngài giảng pháp. Dạ Nam Mô Bụt Thầy giá, con kính dâng mít đến ngài. Nam mô Bụt Thầy giá, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Lúc đó là cái gì Bồ Tát đó là Bồ Tát cái ngài chưa thành Phật. Nhưng mà họ dịch vậy đó là trong cái dịch nó không có chính xác theo ngôn từ Bali. Ngôn từ Bali là cái lời đầu tiên mà Bồ Tát khi mà tê xuống đó bước 7 bước rồi đứng lại thì là Akho Hamas Miễn Lô Cạch Xạ Chết Thổ Hạ Hamas Miễn Lô Cạch Xạ Sẽ Thổ Hamas Miễn Lô Cạch Xạ
Aya Manti Ma Cha Ti Nát Ti Đa Ni Bù Na Pha Vô. Thì nếu dịch theo cái nghĩa mà năm cái câu mà Đức Phật nói đó, thì nếu mình dịch đó, chữ Akho đó, dịch ta là bậc cao cả trong cõi thế giới của chúng sanh. Câu thứ hai là Trà Thổ là ta là bậc vĩ đại nhất trong cõi thế giới chúng sanh. Cái thứ ba là Xà Thổ Hà Bát Miễn Lô Cà Xã, ta là bậc tối thượng nhất trong còn cõi thế giới. Cái thứ tư là Giá Manh Tị Ma Cha Tị, kiếp này là kiếp chót của ta. Rồi Nát Thị Đà Ní Cù Ná Phá Vô, tức là ta không còn tái sanh kiếp nào nữa. Thì cái đó là bốn câu lời Đức Phật dạy vậy đó, tức là khi Ngài bước từ bảy bước sau là Ngài nói ta là bậc cao cả nhất, ta là bậc vĩ đại nhất, ta là bậc tối thượng nhất trong toàn cõi chúng sanh, kiếp này là kiếp chót, ta không còn kiếp sau nữa. Đó là vậy. Nhưng mà trong một số cái ấy là dịch thiên thượng thiên hạ thì mình nói vậy thì nó hơi bao quát, mà có thể là nó không có trúng. Bởi vì thiên thượng thiên hạ là một cõi chúng sanh mà mình nhớ là quay lực của Đức Bồ Tát á. Khi mà thành Phật á, thì cái quay lực đó là xa hạ sa ta sa tha sa sa ta 100 nhân cho 1000 là nhiều. Sa sa ta sa sa chặt cả qua lá, tức là nó có cái giới hạn đó, có cái giới hạn đàng hoàng. Mà khi nó có cái giới hạn đó, rồi ngoài cái giới hạn đó thì không thấy Đức Phật nói có cái gì nào là Phật hay không thì không thể nói. Nhưng mà cái power của một vị Phật đó là trong xà tạ, tức là 100 ngàn vũ trụ mà thôi ha. Xà tạ xà xà chặt cầu qua lá thì 100 ngàn cái vũ trụ mà thôi. Đó. Thì Ngài là người cao thượng nhất trong 100 ngàn cái vũ trụ đó, tức là cái gọi là Bali gọi là Buddha Kheta, tức là cái chu vi mà quay lực của Đức Phật là bao nhiêu đó. Còn ngoài ra nó có Phật hay không thì cái đó không biết, bởi vì Ngài không nói với không ai hỏi. Vào thời Đức Phật người ta nghe Phật nói câu đấy, cái thứ hai nữa quý vị là nhớ cái điều đó. Cái vị mà giống như Đức Phật đó, mà quý vị ngồi gần được ngồi gần được chiêm ngưỡng cái dung nhan của Ngài là đủ rung rồi ha. Chứ đừng có nói cái bao vây của Ngài đó. Thành ra thường thường đó, cái người nào mà tới cái mức mà sắp đắc đạo quả thì mới đảnh lễ Ngài để xin hỏi đạo mà thôi. Chứ còn mình nó phải nói chứ mình không có cơ hội đi gặp, chứ nếu mà gặp Ngài rồi đó thì phải nói là ngồi lo rung thôi. Thế dụ nó đừng nói gì đó, mấy cái Ngài đại thiền sư ở đây mà ví dụ Ngài Ma Si đó, hồi xưa chúng tôi gặp lần tôi cảm thấy sợ lắm, không biết đúng không. Nhưng mà khi gặp Ngài Tăng Bô Lu tôi thấy rất là nhẹ nhàng, vô ngồi nói chuyện đồ được. Còn Ngài Ma Si chúng tôi có gặp lần mà không dám nói chuyện. Hai ngày đó năm 1979 có qua Mỹ đây nè. Thành ra cái do cái pháp tu của Ngài mình không biết sao ta tu sao đó, mà mình gặp mình sợ, còn có người mình gặp mình rất là thương. Thì có lẽ là cái ba mai tướng tố của Đức Phật mà mình được gặp, mình được đối diện với Ngài đó, là chắc mình ngồi mình run không, chứ mình không dám làm gì hết. Nó rất là những cái quay lực của cái vị đó như vậy đó. Mà hồi xưa đó đa số là cái vẽ tượng Phật là có hào quang thật sự, Đức Phật không có. Khi nào Ngài cần biểu diễn cái gì Ngài mới có hào quang thôi. Chứ bình thường Ngài đi nhiều khi người ta thấy Ngài, người ta không biết Ngài là ai, mà làm sao mình nói Ngài đi lúc nào cũng có hào quang được, không có. Chứ mình vẽ tượng đi tượng đứng nằm ngồi đều có hào quang, không phải. Khi nào Ngài cần thể hiện, cần biểu diễn cái gì đó thì cái lúc đó Ngài mới chú nguyện để có hào quang để làm một cái dấu hiệu cho người khác thôi. Chứ còn không phải lúc nào mà Ngài cũng có hào quang á. Thành ra mà chúng ta cứ lầm là lúc nào Ngài ngồi cũng có hào quang á, Ngài ngồi trong chánh điện cũng có hào quang, Ngài đứng đâu cũng có hào quang á, cái đó là nó không có ấy. Thật sự ra lúc nào Ngài cần thì mới có thôi. Ngài muốn độ cái ông gì đó, ông Quốc Ca Lý thì phải vô trong cái lò rèn đó, ổng nhìn Ngài, ổng không biết Ngài là ai mà. Thành ra không phải lúc nào Ngài cũng có hào quang, vì nó nhớ vậy đó. Nam mô Bụt Thầy á.
tới giờ chúng tôi đi làm đấy, còn mấy phút chúng tôi xin đi trị bệnh mấy phút để chúng tôi chuẩn bị để làm cái công việc phần sự dưới đất. Tất cả phước báo nào phát sanh do sự pháp thời trong ngày hôm nay, xin hãy là mối duyên lành để tất cả chư tôn hiền giả, cận sinh nam cận sinh nữ trong đạo tràng này có được cơ hội để chấm dứt các ác pháp ngủ ngầm nơi tâm ngay trong kiếp sống này. Nam mô Bích Thà Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sẵn Khai Giá, Nam mô Rát Tà Nát Tà Giá Sa. Nhờ Đại Đức Quyền Thông tổng kích phúc cấp dùm. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Liễu Tâm đã từ bi giảng giải những câu hỏi trong đạo tràng của chúng con, để chúng con được hiểu hơn về giáo pháp của Đức Thế Tôn Gotama, để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã tạo được do học pháp, thảo luận Phật pháp đến với quý Ngài, nhất là Ngài Liễu Tâm, mong rằng phước này trợ duyên quý Ngài an vui trong đời sống phẩm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Nam mô Bích Tha Giá. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh đắm tâm thanh tịnh, sám hối sau khi thính pháp, và sau đó chúng con cung thỉnh Đại Đức Nguyên Thông chúc phúc cho đạo tràng. Uất tam ăn ghê na quan đề hằng ba đà phạn sum qua ruột tam ăn buột thể vô khả lý tạo đâu sau buột thâu khăm ma tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chi tôn chi thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uất tam ăn ghê na quan đề hằng thẩm anh cho đưa vi thẳng qua răng thẩm mê vô khả lý tô đổ sâu thẩm mô khăm ma tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo sát tội lỗi ấy cho con. Uất tam ăn ghê na quan đề hằng sẵn khanh cha đưa vi thọ tam ăn sẵn khê vô khả lý tổ đô sâu sẵn khô khăm ma tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo sát tội lỗi ấy cho con. Và đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Nguyên Thông từ bi hoan hỷ chúc phúc cho đạo tràng. Nam mô Bích Tha Giá. Và con kính nhân mít đến sư. Và quân tu ra khăn thu sa sa ba bu tha sa da so thi pa va tu sa ba ma ra khăn tu sa sa ba tha am ma e na sa da so te pam ga lang ra khăn ta sa ba sang ve na sa da so pha vang ti. Có đến người cầu xin điều cho người do nhờ quá đức của giáo đức của chư tăng các thường để người cầu xin thành tam bảo được thành tựu mỹ mạng tụ mỹ mạng chủ mỹ mà. Sa thu lành thai. Dạ ni tha phụ ta ni sa ma ga ta ni phụ ma ni wa ya ni va an ta li khai ta tha ga tăng đê và ma nu sư bu chi tăng buộc thằng nam a sa na su quát. Thì họ tu gia ni tha phụ ta ni sa ma ga ta ni phụ ma ni wa ya ni va an ta li khai ta tha ga tăng đê và ma nu sư bu chi tăng thầm mang nam a sa na su quát. Thì họ tu gia ni tha phụ ta ni sa ma ga ta ni phum ma ni wa ya ni wa an ta lịch khe ta tha ga tăng đê wa ma nu su bu chi tăng sẵn khăn nam a sa na su wa thi ho tu.
Hạng phu tá nào là chư thiên ngự trên địa cầu, hoặc hạng phu tá nào là chư thiên ngự trên hư không, mà đến hội họp nơi đây xin đồng cùng chúng tôi làm lễ chư Phật là các đấng giáo chủ đã được chứng quả giống nhau, mà chư thiên cùng nhân loại thường hay cúng dường cầu xin được phát sanh thành lợi. Hạng phu tá nào là chư thiên ngự trên địa cầu, hoặc hạng phu tá nào là chư thiên ngự trên hư không, mà đến hội họp nơi đây xin đồng cùng chúng tôi làm lễ các pháp đã có giống nhau, mà chư thiên cùng nhân loại thường hay cúng dường cầu xin được phát sanh thành lợi. Hạng phu tá nào là chư thiên ngự trên địa cầu, hoặc hạng phu tá nào là chư thiên ngự trên hư không, mà đến hội họp nơi đây xin đồng cùng chúng tôi làm lễ chư tăng đã có giống nhau, mà chư thiên cùng nhân loại thường hay cúng dường cầu xin được phát sanh thành lợi. Akasatha chapumatha devanaga mahetika vẫn nhân nô anu mô đan thì chỉ rằng đặc khanh từ xa xa năng Akasatha chapumatha devanaga mahetika vẫn nhân nô anu mô đan thì chỉ rằng đặc khanh từ nô garu Akasatha chapumatha devanaga mahetika vẫn nhân nô anu mô đan thì chỉ rằng đặc khanh từ nha ta vô Akasatha chapumatha devanaga mahetika vẫn nhân nô anu mô đan thì chỉ rằng đặc khanh từ ba ni nô Akasatha chapumatha devanaga mahetika vẫn nhân nô anu mô đan thì chỉ rằng đặc khanh từ nô sát đa chữ thiên ngự trên hư không địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều đông vương thần lực có nhiều đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con hộ trì Phật giáo tăng bồi các bậc thầy tổ an vui lâu dài viễn thuộc tránh khỏi nạn tai chúng sanh được hưởng phước dày bệnh lâu chúng con vui thú đạo màu tu hành tinh tấn ngọ hầu vô sanh. Nam mô Bích Tha giá chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra do học pháp thính pháp thảo luận Phật pháp đến với chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama tròn đủ 5000 năm. Chúng con cũng kính dân quả phước này đến với tất cả chư thiên phạm thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là vua trời Đế Thích cùng tứ đại chiên vương, tất cả chư thiên chúa Diêm Vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây, chư thiên xung quanh những ngôi chùa chư tăng ni hiện diện trong Phật giáo Nam truyền, nhất là chung quanh chùa Ngọc Đạt, chùa Pháp Vân, chư thiên chung quanh nhà chư Phật tử hiện diện trong Phật giáo Nam truyền, cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này. Sau khi các ngài thọ nhận rồi, xin hậu độ chư tôn đức khắp thể kinh an, bồ đề tâm kiên cố, đạo quả sớm viên thành, và cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến lớp sớm đạt đạo quả giải thoát. Cuối cùng chúng con xin chia quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài, xin hãy hoan hỷ thọ dụng đồng đều nhau cả thảy. Ý đăng huynh nhân nibbanasabat cha vô hồ tu, ý đăng huynh nhân nibbanasabat cha vô hồ tu, ý đăng huynh nhân nibbanasabat cha vô hồ tu. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức.